Tâm An và kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện cuộc tình mù, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Rất nhanh đúng không quý vị, chúng ta lại được gặp lại và à, tiếp tục lắng nghe cái kết của câu chuyện này rồi. À, thực sự là sau khi gửi đến cho quý vị hai tập truyện có lúc chúng ta oán trách cô gái Hạ Lam và oán trách cả chàng trai Vĩ Minh, bởi vì tại sao anh ấy lại có thể đối xử với cô như vậy, trong suốt hơn 4 năm yêu đương với cô, yêu đương đơn phương với cô, vậy mà đến cuối cùng khi mà chấp nhận được tình cảm của cô, thì Vĩ Minh lại làm cho cô một cơn đau, giống như là lấy con dao và đâm phập vào trái tim của cô vậy, và liệu rằng cô gái Hạ Lam của chúng ta bây giờ phải đối đầu với tình yêu này ra sao? Khi mà có một căn bệnh đã đến với cô và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung của tập cuối để rồi xem hạnh phúc nào đến với Hạ Lam quý vị nhé. Và ngay bây giờ Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện Cuộc tình mù qua giọng đọc của Tâm An. <laughs> Sau khi đến sân bay, Hạ Lam mua vé chuyến bay sớm nhất, sau đó liền ngồi chờ đợi. Chuyến này cô không mang bất cứ thứ gì theo, ngoại trừ túi sách của mình. Hạ Lam ngồi đợi, nhìn dòng người lướt qua, cảm thấy thời gian này như dài vô tận. Đúng lúc ấy, điện thoại gieo vang. Người gọi đến là anh trai cô. Hạ Lam ấn nhận, ngay khi điện thoại kết nối, Hạ Kiên vội vàng, lớn tiếng, trách mắng cô bây giờ có phải em muốn đối đầu với cả anh có đúng không hạ lam không trả lời cô đoán chuyện có lẽ liên quan đến hạ liên cô không hiểu tại sao anh trai cô vốn là một người thông minh lại dễ dàng bị đánh lừa bởi những trò của cô ta phải chăng anh không tin tưởng cô hay tình cảm huyết thống ruột thịt bao nhiêu năm anh dành cho cô tất cả chỉ là giả tạo Hạ Lam không biết rằng sự im lặng của bản thân trong mắt của Hạ Kiên đó chính là cô đang trột dạ. Điều này lại càng khiến anh thất vọng về cô. Hạ Kiên lạnh lùng nói tiếp. Hạ Liên nó không làm gì em. Con bé không muốn cướp cái gì của em. Vậy mà em hay lắm. Chỉ vì sự ích kỷ của em. Em tố con bé sao chép tranh của em sao? Hạ Lam, em thừa biết trong ngành này sao chép là hành vi đáng khinh và chắc chắn là bị lên án thế nào em muốn triệt cả đường sống của hạ liên sao lời nói của hạ kiên khiến cho cô chỉ muốn cười nhưng mà cô cười không nổi cách đây nửa tiếng cô mới biết chuyện hạ liên có vẽ tranh và kiếm tiền bằng việc này chẳng nhẽ chỉ với bấy nhiêu thời gian cô đã thần thông quảng đại đến mức hãm hại cô ta rồi sao hay là cô có cỗ máy thời gian Biết được trước tất cả mọi chuyện Nên cô lên kế hoạch sẵn Không biết là do Hạ Liên diễn đạt Hay là do anh trai của cô Vốn không tin tưởng cô Hạ Lan im lặng Không trả lời Đúng hơn là cô chẳng thể nào thốt nên Bất cứ lời giải thích nào Miệng đắng chát Cổ họng thì nghẹn lại Trái tim như bị siết chặt Bàn tay cầm điện thoại của cô lúc này Cũng không còn chắc chắn anh quá thất vọng về em. Cho dù Hạ Liên có trở về thì cũng không ai đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng nếu như em làm thế này thì chắc chắn anh khuyên bố mẹ nên suy nghĩ lại chuyện này. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, Hạ Lam cúi đầu. Điều cô cảm thấy may mắn nhất lúc này là bản thân cô đeo khẩu trang, không ai có thể nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô. Hạ Lam nghẹn ngào anh vừa nói gì anh tính đuổi em ra khỏi nhà sao từng lời của cô thoát ra khỏi cuống họng thật là khó khăn đầu dây bên kia hạ kiên im lặng không hiểu sao trong giây lát anh như cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng của cô bản thân anh khó chịu lồng ngực nhói lên một cái anh và hạ lam sống cùng nhau hai mươi mấy năm trời anh làm sao không có tình cảm với cô em gái này chứ nhưng những điều con bé làm gần đây thực sự khiến cho anh cảm thấy thất vọng, cảm thấy mệt mỏi lắm. Vậy thì em biết rồi. Anh yên tâm đi. Em biết thân biết phận của mình. Hạ Lam nói xong liền cúp máy. Ngay sau đó cô gặp người lại, tự ôm lấy chính mình. Tiếng khóc bị đè nén, cảm giác đau đớn khôn nguôi. Hạ Lam cảm thấy mình thật thảm thương, có lẽ do cô làm điều ác nên ông trời mới đối xử với cô như vậy hạ lam khóc không biết đã bao lâu thì loa thông báo vang lên cô ngẩng đầu dậy gạt nước mắt đi cô bước ra cổng dưới ánh nắng mặt trời lúc này mọi người xung quanh đang tò mò nhìn cô hạ lam bước lên máy bay với tâm tình vô cùng bình lặng đôi mắt đỏ hoe Nhìn vào khoảng không vô định. Máy bay hạ cánh lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Hạ Lam không mang hành lý gì nên thời gian được rút ngắn rất nhiều, cô nhập cảnh xong liền ra khỏi sân bay về khách sạn. Cô không đặt trước, nhưng trên xe cô liên hệ với khách sạn, không phải mùa du lịch, khách sạn cô đặt chỉ là một khách sạn 2 sao nhỏ nằm trong ngõ nên lưu lượng khách không quá nhiều. Sợ dĩ Hạ Lam đặt phòng ở đây Do cô cần đi ra khỏi ngõ Rẽ trái một cái Là nhìn thấy khách sạn Nơi Vĩ Minh đang sống Hạ Lam lấy phòng xong Không lên phòng luôn Cô vòng ra ngoài Cô đứng bên đường gọi điện cho Vĩ Minh Điện thoại vang lên những hồi chuông dài Hạ Lam kiên nhẫn chờ đợi Từng tiếng chuông Tựa như từng hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí của cô sao em lại gọi cho anh lúc này đến tận khi hạ lam tưởng rằng không có người bắt máy thì cuộc gọi lại được kết nối giọng của vĩ minh nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói ấy vẫn dịu dàng như xưa tựa như tất cả mọi chuyện xảy ra tựa như những ngày này hạ lam chỉ đang nằm mộng mà thôi hạ lam siết chặt tay đưa mắt nhìn về phía khách sạn em chỉ muốn hỏi anh đến nơi chưa thôi hạ lam cố gắng kìm lại giọng nói đầy nghẹn ngào của mình không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn kể hết với hắn những uất ức mà bản thân cô đang phải chịu đựng trong suốt thời gian qua cô chỉ muốn nói hết với hắn cô muốn oán trách hắn cô muốn khóc lóc cùng với hắn à em đừng có bận tâm anh đến nơi rồi bây giờ anh có việc có chuyện gì anh gọi cho em sau nhé nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà Hạ Lam tự nghĩ. Lời nói sau đó của Vĩ Minh như một chậu nước lạnh rội tình cô. Hạ Lam còn chưa kịp nói gì, Vĩ Minh đã vội vàng cúp máy. Hạ Lam ngẩn ngơ trong giây lát và cười chua chát. Cô nhìn đăm đăm về phía khách sạn rồi quay trở về nơi mình ở tạm thời. Tối đó 8 giờ, Hạ Lam mới rời khỏi khách sạn để đi ăn. Trong những tiếng qua, cô cố ngủ một chút Đầu óc của cô lúc này trống rỗng Cô không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì Hạ làm theo lời gợi ý của Lễ Tân Đến một quán ăn địa phương có tiếng Mà tình cờ thế nào Cô ngồi xuống chưa được bao lâu Thì Vĩ Minh và Ngọc Uyên xuất hiện Hạ Lam ngồi trong góc Nên hai người họ không nhìn thấy cô Hạ Lam chăm chú theo dõi bọn họ Ngay từ khi bước vào Vĩ Minh rất ga lăng Kéo ghế cho Ngọc Uyên Hai người gọi món rồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Vị Minh cười, nụ cười ấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Hạ Lam. Cô cúi xuống nhìn món bì đặc sản mới ăn được một nửa trên dĩa của mình, cảm thấy thực sự vô vị. Cô đặt dĩa xuống, lấy điện thoại ra và gọi cho Vĩ Minh. Cách chỗ ngồi không xa, Vĩ Minh thấy cuộc gọi của cô, nhưng hắn nhanh chóng tắt máy Hạ Lam thấy hắn nhíu mày, nhìn màn hình trong giây lát. Cô tiếp tục gọi, cuộc gọi tiếp tục lại bị từ chối. Hạ Lam vẫn kiên trì, chắc phải qua chục cuộc, Vĩ Minh mới nghe máy. Nhưng mà hắn ta gần giọng rồi nói với cô. Anh đang rất bận, em đừng có làm phiền anh. Hắn vội vàng tắt điện thoại. Hạ Lam cũng vậy, cô buông điện thoại xuống, Giờ đến ngay cả một lời nói dối Vĩ Minh cũng không muốn cho cô biết Hắn đang cảm thấy món đồ chơi là cô Không còn giá trị nữa rồi Hắn có cảm thấy chán ngán cái trò chơi này chưa? Hay là hắn diễn vợ kịch này bao nhiêu năm rồi Đến lúc hắn phải hạ màn chứ Hạ làm đưa mắt nhìn Ngọc Uyên Cô ta đang nói gì đó với Vĩ Minh Sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn chút nào và cuộc gọi của cô chính thức phá hỏng đi tâm trạng của hắn hạ làm nhếch miệng cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi cô hốt hoảng lau nước mắt đi và đứng bật dậy vì vậy tiếng động gây ra khá lớn không ít người đưa mắt nhìn về phía cô hạ làm đoán trong đó có cả ngọc uyên và vĩ minh may mắn bọn họ khó có thể nhìn rõ bàn cô hạ làm cúi đầu nhanh chóng thanh toán sau đó rời đi Đến tận khi ra khỏi quán một đoạn xa... Hạ Lam mới bước chậm lại. Cô chồng chẳng khác gì một người trột giả. Giống như phạm tội... Hoặc thực tế... Là không phải như vậy. Hạ Lam bước chân về khách sạn... Băng qua những con ngõ vắng vẻ. Đến lúc về khách sạn... Hạ Lam mới nhận được điện thoại của Mỹ Vân. Cậu ra nước ngoài đi à? Tớ không thấy cậu trong phòng tranh. Hạ Lam đoán chắc... Lúc gọi cho mình... Điện thoại được truyền tiếp qua nước ngoài Nên Mỹ Vân mới biết Hạ Lam ngồi xuống sàn Nhìn ra ngoài cửa sổ Trả lời bản thân Tớ có việc cần gặp khách hàng gấp Nên ra nước ngoài rồi Này Giọng của cậu làm sao đấy Cậu bị ốm đi à Mỹ Vân lo lắng cho bạn Hạ Lam cười nhạt Chỉ có Mỹ Vân nhận ra rằng cô có vấn đề Còn anh trai và Vĩ Minh Hoàn toàn không phát hiện ra điều đó Thật là buồn cười. Tớ không sao. Giọng của cậu giống bị ốm, hoặc là cậu khóc quá nhiều. Tớ chơi chung với cậu bao nhiêu năm rồi, thế chẳng nhẽ tớ không nhận ra hay sao? Tớ không sao thật mà, có anh Minh chăm sóc thì chẳng nhẽ tớ lại có vấn đề gì sao? Hạ Lam hỏi, nếu có hắn chăm sóc thì cô chắc chắn là ổn hơn, nhưng đáng tiếc, cô không hề có phúc phận như vậy lúc này mỹ vân có vẻ yên tâm hơn ừ nhờ nếu cậu có việc gì thì anh minh chắc chắn là nhận ra ngay cậu còn nhớ hồi năm hai đại học cậu nói dối là đến thư viện học nhưng mà vẫn bị anh trai tớ phát hiện là cậu đang sốt không không có việc gì liên quan đến cậu mà qua mắt được anh ấy cả nhưng mà bây giờ hắn chẳng còn nhận ra nữa rồi hạ làm thầm nghĩ trong đầu như vậy thế nên cậu cứ yên tâm nhé có phải cậu và anh trai tớ đang lén hẹn hò với nhau không tớ nghe nói rằng anh trai đi công tác cậu mau khai thật đi không hề nếu tớ đi cùng với anh ấy thì cần gì phải nói dối cậu chứ đúng là hai người ở chung một thành phố thậm chí rất gần nhau nhưng đáng tiếc lại chẳng phải là hẹn hò với nhau người đi bên cạnh hắn không phải là cô người ngồi ăn tối cùng với hắn cũng chẳng phải là cô hắn vui vẻ bên người con gái khác còn cô lặng lẽ một mình nhìn bọn họ rồi tự ôm lấy bản thân mình trong bóng tối tiếp tục lại nghe giọng của mỹ vân hai người mà lén lút hẹn hò sau lưng tớ là biết tay tớ đấy biết rồi biết rồi à này mấy hôm nữa tớ đi chọn vai cưới cậu đi cùng với tớ nhé đợt này tớ có việc bận không biết phải ở nước ngoài bao lâu nên chắc không đi cùng với cậu được rồi hạ lam không dám gặp mỹ vân mỹ vân tuy ngây ngô nhưng đôi khi lại rất nhạy bén chỉ cần nhìn thấy mặt của cô bạn của cô chắc chắn biết được có chuyện xảy đến mà cô thì không muốn làm cho bản thân mình lo lắng nghe giọng mỹ vân buồn bã không đi được thật đi à ừ không đi được xin lỗi cậu không thì hôm đó chúng ta gọi video cho nhau nhé Hạ lam cố gắng thuyết phục nhưng mỹ vân không chịu thôi mà chỉ lần này thôi cậu đi thử váy đâu phải một lần là xong nào lần sau tớ nhất định có mặt thôi được rồi tha cho cậu lần này đấy lần sau cậu mà không tới cậu đừng có mà trách tớ hai người nói chuyện thêm một lát rồi cúp máy hạ lam nhìn điện thoại nhỏ giọng xin lỗi cậu cô nói dối mỹ vân hạ lam vốn không định đi thử váy cùng với mỹ vân nữa cô không dám đối mặt với bản thân lại càng không muốn cô ấy biết chuyện nên khi đó cô kiểu gì cũng kiếm cớ không thể nào gặp cô ấy hạ lam nói tiếng xin lỗi trong lòng đặt điện thoại xuống nhìn về phía bầu trời đêm qua khung cửa sổ cô cứ ngồi đó cho đến hừng đông hạ lam không ngủ dù chỉ một chút trong đêm thi thoảng vài cơn đau đầu lại xuất hiện, nhưng lần này cô quá quen rồi. Khi mặt trời ló dạng, Hạ Lam trả phòng cho thuê. Cô lang thang khắp thành phố, nhìn ngắm cuộc sống bình thường trước khi mọi màu sắc biến mất. Cô ăn vài món ăn ngon. Hạ Lam ở lại thành phố này gần một tuần, sau đó mới về nước. Trong lúc đó cô không gọi cho mình một cuộc nào, và cô không gọi cho anh trai mình. Và đương nhiên, Chẳng có ai gọi cho Hạ Lam cả Cô như bị cả thế giới này lãng quên Hạ Lam về nước một ngày Thì thành phố trở lạnh Đang là mùa hè nhưng chẳng hiểu tại sao Ngày hôm đó nhiệt độ Lại giảm thấp đến như vậy Hạ Lam nhìn những người khác hối hả Với những chiếc áo khoác mỏng Còn mình Vẫn mặc bộ đồ mùa hè mỏng manh Cô cười nhạt Rời khỏi sân bay Cô bắt taxi đến bệnh viện Lần trước thuốc bác sĩ kê cho cô đã hết. Lần này cô đến để lấy thuốc và thêm một cuộc kiểm tra lại bắt đầu. Tin xấu cho cháu đây. Cục máu tụ có vẻ lớn hơn. Còn tin tốt là tình trạng cơ thể của cháu ổn định hơn trước, không còn thiếu dinh dưỡng hay là bị sốt. Vết bỏng trên tay của cháu không để lại sẹo lớn. Nhưng nếu như muốn xóa hết sẹo thì cần phải can thiệp thẩm mỹ đấy bác sĩ minh hoàng nhìn hồ sơ xét nghiệm của cô và tiếp tục khả năng phân biệt màu của cháu sẽ kém hơn bây giờ thời gian qua cháu có đau đầu nhiều không dạ khá nhiều thưa chú nhưng mỗi cơn đau chỉ kéo dài có vài chục giây đến bây giờ cháu quen rồi à chú đề nghị cháu nhập viện để theo dõi cháu nói với bố mẹ hay là anh trai chưa dạ cháu chưa lần này về cháu nói với họ cháu nói câu này với chú bao nhiêu lần rồi nếu như cháu còn coi thường sức khỏe của mình thì cứ để đấy chú nói với họ cháu biết rồi mà chú cháu sẽ nói với họ ngay ạ à? bác sĩ minh hoàng nhìn cô chằm chầm cuối cùng lại thờ dài nói tiếp nếu lần sau cháu vào lấy thuốc mà còn chưa nói gì với bố mẹ thì chú không khách sáo đâu cháu nhớ kỹ cố gắng đừng để bị ngã thêm lần nào nếu không tình hình có thể rất xấu đấy dạ vâng cháu biết rồi ạ à. cháu đúng là khắc tinh của chú đấy hạ lam ạ à? hạ lam cười cười nhận được đơn thuốc cô liền đi mua thuốc rồi đến phòng tranh mấy hôm cô ra nước ngoài phòng tranh đều đóng cửa hạ lam cho nhân viên duy nhất nghỉ có lẽ sau này cô sẽ cho cô ấy nghỉ hẳn không phải vì cô ấy làm không tốt mà là vì nơi này không còn là của cô nữa hạ lam định vào phòng vẽ để hoàn thiện nốt bức vẽ thì chợt nhớ mình còn một bức vẽ ở nhà cần đưa cho khách lúc đó vì tức giận nên cô rời đi mà quên không lấy vậy nên cô quyết định bắt taxi trở về biệt thự cô về nhà lúc anh hạ kiên đang ở trong thư phòng hôm nay là cuối tuần anh ấy không đến công ty hạ lam cũng không có ý định thông báo cho anh ấy. Cô dự định lên lấy tranh rồi đi luôn. Nào ngờ lúc cô đi lên cầu thang thì lại bắt gặp Hạ Liên. Trên tay cô ta chính là bức tranh của cô. Hạ làm lạnh mặt lên tiếng. Đó là bức tranh của tôi. Hạ Liên nhìn cô đầy trột giá. Cô ta giấu bức tranh ra phía sau lưng. Chị... Sao chị lại về? Hạ làm lạnh lùng nhìn cô ta. Tiến đến giật bức tranh, Bà Hạ Liên giữ chặt. Cô ta không chịu buông tay, khiến cho Hạ Lam phải lớn tiếng. Đây là tranh của tôi. Hạ Liên vẫn giữ khư khư. Hạ Lam dùng sức giật tranh về phía mình và đẩy Hạ Liên lùi về sau. Cô ta đứng không vững, ngã xuống đất. Bức tranh bị xé làm đôi. Hạ Lam nhìn bức tranh gần hoàn thành của mình, đến gần cả người. Còn Hạ Liên thì la toáng lên. Em không cố ý, Tình cờ thế nào, Hạ Kiên lại bước ra phòng lấy nước, ngay khi nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Kiên nhíu mày và quát: "Bây giờ em còn muốn đánh người, trong chính ngôi nhà này sao?" Hạ Lam không phản ứng, cô cúi người, giật mạnh nửa bức tranh còn lại trong tay của Hạ Liên, cô vuốt nhẹ phần tranh bị nhăn nhúm do Hạ Liên dùng sức, đôi mắt cô đỏ hoe. Đây có thể là bức tranh cuối cùng của cô khi cô nhìn thấy màu sắc. Nhưng cuối cùng, nó chẳng thể nào còn nguyên vẹn được nữa. Hạ Kiên lúc này tiếp tục hét lớn. Hạ Lam, có nghe cái gì không? Hạ Lam đưa mắt nhìn anh trai, nước mắt đong đầy, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ Hạ Kiên mới nhận ra, chỉ trong dòng một thời gian ngắn ngủi, Hạ Lam lại gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm hiện rõ rệt sắc mặt chẳng có chút nào hồng hào hạ kiên đột nhiên thấy hoảng hốt anh ơi anh đừng trách chị ấy hạ liên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng còn hạ kiên thì bình tĩnh lại em không cần phải nói giúp cho nó hạ lam nhìn hai người có dáng về anh em thân thiết trong lòng của cô lại càng đau đớn cô khàn giọng anh nói rằng em không phải là con gái của hạ gia đúng không Bây giờ em gọi cho bố mẹ Nếu em thực sự Không có chung huyết thống với anh Thì em sẽ rời đi ngay lập tức Những thứ gì của Hạ ra Em nhất định trả lại Hạ Kiên muốn nói rằng không cần làm vậy Nhưng đột nhiên chẳng thể nào nói thành lời Anh đưa mắt nhìn Hạ Liên yếu ớt bên cạnh mình Còn Hạ Lam đứng đối diện Không nhìn hai người nữa Cô lấy điện thoại ra ấn gọi Và mở loa ngoài cuộc gọi nhanh chóng được kết nối mẹ ơi con có phải là con gái hạ gia không con bé này điên khùng con không phải là con gái hạ gia từng chữ như đánh thẳng vào trái tim của hạ lam cô mím môi nói tiếp con biết rồi cảm ơn mẹ hạ lam ngắt điện thoại ngay lập tức rồi xoay người rời đi chẳng hề có một động tác thừa nào cô vốn nên sớm đối mặt với sự thật mới phải mà không cần chính miệng của mẹ nói ra như vậy đến bây giờ hy vọng mỏng manh của cô cũng bị dập tắt mất rồi cô nên trở về đúng với vị trí của cô hạ kiên đứng đó nhìn theo bóng lưng của hạ lam không hiểu tại sao lại thấy cô đơn anh bước về trước một bước nhưng lại đột nhiên dừng lại như có điều gì đó níu chân cứ như vậy, Hạ Kiên đứng đó, im lặng nhìn Hạ Lam rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Ngày đó, Hạ Lam rời khỏi nhà, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, cô không gọi xe, cô lang thang trên con đường vắng người trong khu biệt thự cao cấp. Bức tranh trên tay cô vì nước mưa mà màu cũng bị nhòe mất. Hạ Lam quỳ xuống vệ đường, ôm lấy bức tranh và gào khóc. Tiếng khóc hòa với tiếng mưa, nhưng chẳng có ai hay biết. Ngày hôm sau, Hạ Lam thẫn thờ nhìn phòng vẽ, cô không biết bản thân mình trở lại đây bằng cách nào, trên người cô vẫn là bộ đồ tối ngày hôm qua. Hạ Lam đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ. Lúc trước vì sợ cô bận vẽ không về nên mẹ cô cho người thiết kế luôn phòng nghỉ trong phòng tranh. Hạ làm vệ sinh xong đồng hồ điểm 10 giờ. Cô ngẩn người trong giây lát rồi lấy điện thoại ra gọi. Chị có việc nên tạm thời không mở cửa phòng tranh nữa. Em kiếm việc khác nhé. Em yên tâm, chị trả lương cho em đầy đủ đến khi em tìm được việc mới. Nghe Hạ Lam nói như vậy, đầu dây bên kia nức nở. Hạ Lam suy tư. Nhân viên của cô là một cô bé khá đáng yêu, nhưng tiếc Cô không thể nào tiếp tục kinh doanh phòng tranh này nữa Chị xin lỗi Hạ Lam nói xong liền cúp máy Xong xuôi cô liên hệ với bên bất động sản Để truyền quyền sở hữu phòng tranh Về lại cho mẹ cô Phòng tranh này là món quà tốt nghiệp mẹ tặng cho cô Bây giờ cô nghĩ Đến lúc nên trả lại tất cả Làm xong cô rời khỏi phòng tranh Bắt xe đến chung cư Nơi gia đình bố mẹ ruột của Hạ Lam đang sống. Hạ Lam không bước vào chung cư mà ngồi ở ngoài công viên bên cạnh. Cô ngồi ở công viên không lâu lắm thì thấy một cậu trai đang vội vã rời khỏi chung cư. Nếu như cô không nhầm thì đó chính là con trai của Hạ gia, tên là Hạ Tùng. "Mày yên tâm đi, tao sắp có tiền rồi." Hạ Tùng vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ngang qua Hạ Lam, sau đó lại nói tiếp chỉ có chút tiền đó thôi tao đang còn lo được mày yên tâm đi bố mẹ tao thương tao lắm hạ lam nhìn theo bóng cậu ta đi xa vốn dĩ cô nghĩ mọi thứ nên kết thúc tại đây nào ngờ cô cũng nhìn thấy đứa em gái trên danh nghĩa của mình anh lại chạy đi đầu tư với mấy đứa bạn vô dụng của mình có đúng không hạ liên lớn tiếng anh đã ngu ngốc tại sao bây giờ còn đâm đầu vào cái đấy tại sao không đi kiếm một công việc nào đó tử tế mà làm một lát nữa tao gọi lại cho mày sau nhé hạ tùng nhanh chóng cúp máy quay ra hàn học với hạ liên con nít con nồi thì biết cái gì mày lo học đi rồi kiếm thằng nào giàu có mà gả đi ngày nào cũng ra vẻ ta đây cứ tưởng rằng tao không biết mày đang nghĩ cái gì à không phải mày sợ tao tiêu hết tiền của bố mẹ khiến cho mày không có đồng nào hay sao?" Mới nứt mắt ra, đã nhòm ngó tiền của bố mẹ. Chó chê mèo lắm lông, anh còn không tự nhìn ra mình à? Hơn người khác ở chỗ nào, nếu không phải anh là con trai ấy, thì bố mẹ bỏ mặc anh từ lâu rồi. Học hành thua kém lại còn lắm chuyện. Mày câm mồm đi. Tao như thế thì đã sao? Tao là con trai duy nhất của bố mẹ. Sau này mày lấy chồng, ấy. mày đường hồng mà về được ngôi nhà này, tất cả mọi thứ là của tao. Hạ Tùng đe dọa sau đó rời đi. Cô em gái này tên là Hạ Viên hậm hực, dậm chân tại chỗ. Lúc đi ngang qua chỗ Hạ Lam, Hạ Viên lại lườm cô và quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Hạ Viên nói xong bước nhanh về phía chung cư. Hạ Lam vẫn nhìn theo. Bọn họ đối với cô quá xa lạ. Hạ Lam chẳng thể nào tưởng tượng được mình và họ lại có chung huyết thống cô cứ ngồi đó thêm một lúc nữa rồi rời đi hạ lam đến công ty của vĩ minh bình thường cô có thể trực tiếp lên phòng làm việc của hắn nhưng ngày hôm nay khi cô bước vào nhân viên lễ tân đã áy náy nhìn cô giám đốc không có ở trong công ty hay là chị gọi cho giám đốc thử xem thế nào hạ lam im lặng nói tiếng cảm ơn rồi quay đi Tuy nhiên cô chẳng đi xa Cô ngồi trong một quán cà phê gần đó Quả nhiên vài phút sau Vĩ Minh cùng với Ngọc Uyên xuất hiện Hai người đi cạnh nhau khá vui Vĩ Minh cười với cô ta Hạ Lam cầm điện thoại lên và ấn gọi Cuộc gọi kết nối Nhưng không có ai nghe Cô gọi đến cuộc thứ hai, cuộc thứ ba Rồi cuộc thứ 9, cuộc thứ 10 Vẫn như vậy Cho đến tận 10 phút sau Hạ Lam mới bỏ cuộc Sợ đến điện thoại của cô, hắn cũng không thèm muốn nghe nữa. Ngay khi cô đặt điện thoại xuống, nó lại reo vang, nhưng người gọi cho cô không phải là Vĩ Minh. Hạ Lam này, cậu biết mình nghe được chuyện cười gì không? Có người tung tin đồn, cậu không phải là con gái của Hạ gia đấy. Nghe có buồn cười không cơ chứ? Mỹ Vân vội vàng nói, Hạ Lam nghe xong khuấy nhẹ tách cà phê và đáp lời không phải chuyện cười đâu đó là sự thật đấy mỹ vân dường như quá kinh ngạc nên chẳng thể nào thốt thành câu mấy giây sau mỹ vân tiếp tục không thể có chuyện như thế sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ bố mẹ của cậu nói thế nào còn anh hạ kiên có giấy xét nghiệm gì hay không mẹ tớ thừa nhận rồi anh hạ kiên cũng vậy đến nước này thì còn cần gì giấy xét nghiệm chứ hạ lam chua chát lắm trước khi gọi điện cho mẹ cô hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm và đây không phải là sự thật tuy nhiên khi nghe chính miệng của mẹ nói ra như vậy cô biết bản thân mình không thể nào trốn tránh cô không phải là con gái của hạ gia nhưng cô lại dùng thân phận ấy hưởng thụ cuộc sống xa hoa cuộc sống tốt đẹp trong suốt hai mươi mấy năm qua Mỹ Vân im lặng, Hạ Lam không nói thêm. Chỉ vài phút sau, Mỹ Vân lại tiếp tục. Nhưng mà cho dù có như thế nào, thì cậu luôn là bạn của tớ. Cậu không phải là con gái của Hạ Gia, cũng không sao đâu. Chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu cậu có gì khó khăn, cậu bảo tớ nhá. Mà chuyện này anh Minh biết chưa? Ừ, chúng ta vẫn là bạn. Anh Minh chắc biết rồi. Mấy hôm nay tớ không liên lạc được với anh ấy. Hai người cãi nhau đi à? Lần trước tớ gọi điện cho cậu, mọi chuyện vẫn tốt cơ mà. Hạ Lam im lặng. Hai người cãi nhau sao? Không, bọn họ còn chẳng gặp mặt nhau hay nói chuyện với nhau qua điện thoại. Làm sao mà cãi nhau được chứ? Chỉ là Vĩ Minh mệt rồi, anh ấy diễn vai. Anh ấy đủ mệt rồi. Chắc là anh ấy mệt mỏi lắm khi cứ tiếp tục phải yêu cô mỹ vân nói tiếp sao trong lúc này anh ấy lại cãi nhau với cậu được cơ chứ cậu yên tâm đi tớ nhất định dạy cho anh ấy một bài học cậu đừng làm vậy vân à tớ có thể tự mình giải quyết được rồi hạ lam từ chối cô không muốn kéo mỹ vân vào chuyện này cô không muốn bạn thân của mình khó xử nhưng mỹ vân lại bực bội cậu cứ như vậy bảo sao tớ không lo lắng được cho cậu tớ ổn hết mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi có chuyện gì cậu nhất định phải gọi cho tớ không được giấu giếm tớ chuyện gì đâu tớ biết rồi mà hạ lam đáp nhưng trong lòng lặng lẽ nói ra lời xin lỗi sau đó cuộc gọi kết thúc có lẽ hiện tại chỉ có mỹ vân là quan tâm đến cô hạ lam cũng thật sự trân trọng tình cảm này chỉ là sau này bọn họ khó có thể làm bạn tiếp tục cô không muốn mỹ vân phải khó xử hạ lam ở quán cà phê một lúc sau đó trở về phòng tranh cô ở đó đến tối uống thêm một liều giảm đau nữa rồi đến nhà bố mẹ ruột trên danh nghĩa hạ lam bấm chuông rồi ngần người nhìn vào cánh cửa chị là ai đấy hạ viên nhìn cô bằng một ánh mắt cảnh giác tiếng của bà ngọc từ trong nhà vọng ra ai đấy con tôi là hạ lam hạ lam nhìn hạ viên trả lời con bé hơi sửng sốt rồi nhanh chóng tránh đường để cô bước vào bên trong căn hộ của bọn họ đang sống không lớn chỉ đứng ở cửa phòng hạ lam có thể nhìn thấy bố cục toàn bộ của căn phòng này chị ngồi xuống đi Hạ Viên lạnh lùng chỉ vào ghế sofa. Hạ Lam ngồi xuống. Tiếp đó cả bốn người nhà họ Hạ đều nhìn chằm chằm vào cô. Hạ Tùng là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Vậy chị là chị của tôi à? Theo những gì tôi biết là như vậy. Bà Vũ Ngọc nhìn chằm chằm cô. Trong đôi mắt của bà có điều gì đó Hạ Lam không hiểu rõ. Ông Hạ Tiến cũng vậy. Trái với hai người thái độ của hạ tùng và hạ viên có vẻ dễ đoán hơn đến nhà là khách đến giờ ăn cơm rồi cháu à không con vào ngồi ăn trước đi bà vũ ngọc đứng dậy nói với cô ông tiến cũng đứng dậy theo vợ mình hạ tùng và hạ viên không hiểu nhưng cũng đi theo bố mẹ hạ lam lúc này cũng đứng dậy và ngồi vào bàn ăn trên bàn ăn là những món cơm gia đình hết sức bình thường và đối với Hạ Lam, chúng chẳng có gì xa lạ. Hạ gia là gia đình giàu có tiếng, nhưng bữa cơm hàng ngày của bọn họ cũng giống vậy thôi. Nếu có điểm gì khác, chắc chắn khẩu vị thanh đạm và được chế biến xuất sắc hơn một chút. Thế còn con nơi ở chưa? Nếu chưa thì tối nay con cứ ở lại đây, ngủ cùng với Hạ Viên. Trong bữa ăn, bà Vũ Ngọc nói chuyện với cô hạ lam chưa kịp trả lời thì hạ viên lên tiếng mỉa mai chị ta kiểu gì chả đứng tên vài căn nhà mẹ cần gì phải lo mà cho dù không có nhà thì chị ta làm sao quen sống trong căn hộ chật hẹp thế này à mẹ kìa viên con đường nói linh tinh nghe bà vũ ngọc nhắc nhở hạ tùng bên kia cũng chêm vào chị là chị gái của tôi chắc là chị không ngại cho tôi chút tiền chứ dù sao nhà chị cũng giàu có như vậy cơ mà hạ lam có thể hiểu được thái độ của tùng và viên bọn họ đối với cô cho dù có chung huyết thống nhưng bây giờ vẫn là người xa lạ do đó thái độ ác liệt là điều dễ hiểu con đừng có để ý đến lời của hai đứa em con bà vũ ngọc cười xòa nói với cô hạ lam im lặng bữa cơm tiếp tục diễn ra nhưng cô chỉ ăn có vài đũa sau đó ngừng lại hạ viên thấy thế nhìn cô cười châm chọc nhưng lại không nói gì ăn cơm xong hạ tùng về phòng hạ viên cũng vậy hạ lam cùng với bà ngọc dọn dẹp hạ lam phụ bà ngọc rửa bát nhưng do sơ ý nên cô làm rơi vài cái bát không sao không sao chỉ là vài cái bát thôi con cứ để đấy mẹ dọn cho hạ lam đứng im nhìn bà ngọc nhanh chóng dọn dẹp trong lòng cô chẳng hiểu tại sao Lại cảm thấy xa lạ Cho dù ăn với họ một bữa cơm Cô vẫn cảm thấy Giống như mình và họ Có một bức tường ngăn cách Bà Ngọc dọn dẹp xong Liền hỏi cô Thế còn có muốn trở về đây không? Hạ làm suy nghĩ trong giây lát Cô lắc đầu Dạ Con chưa Dù sao chúng ta cũng chưa quen thuộc cho lắm. Ừ, con không sống cùng bố mẹ nên cảm thấy xa lạ là điều dễ hiểu. Nhưng mẹ nói này, con nên nhanh chóng chuyển hết tài sản của con sang tên thằng Tùng hoặc là cái viên đi. Hạ ra không sớm thì muộn, chắc chắn là thu hồi chúng. Bây giờ con chuyển cho hai đứa nó, còn giữ được lại một chút. Sau này con cần, mẹ nhắc hai đứa chuyển lại cho con. Nghe bà Vũ Ngọc nói như vậy, Hạ Lam dừng tay. Cô đưa mắt nhìn bà ấy. Bà Ngọc càng nói, lại càng cảm thấy ý của mình là đúng. Mẹ nghĩ sáng mai con nên đi làm ngay. Mẹ nghe Hạ Liên nói rằng bố mẹ nuôi của con sắp trở về có phải không? Đến lúc đấy mọi chuyện vỡ lở thì nguy lắm. Cô muốn tiền của Hạ ra sao? Những thu đó vốn không phải của tôi. Hạ làm lạnh giọng Cô có thể đoán được tính cách của bọn họ thông qua tài liệu điều tra. Nhưng cô không ngờ, chỉ ngày đầu tiên gặp mặt, bọn họ có thể chơi cháo đến như vậy. Bọn họ giúp Hạ Gia nuôi con gái, thì con gái của bọn họ cũng được Hạ Gia nuôi nấng. Thậm chí Hạ Gia còn tạo điều kiện cho cô rất nhiều. Nhưng bây giờ họ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác sao? Bà Vũ Ngọc nghe xong đanh mặt. Con vừa nói cái gì? Những tài sản đó vốn là của con Của cái nhà này Tôi sẽ trả lại tất cả cho Hạ ra Hạ làm nói xong xoay người bỏ đi Cô vừa nhấc túi sách lên Thì bị bà Ngọc giữ chặt Còn vừa nói cái gì Chúng ta là bố mẹ ruột của con Là người thân của con Thì chẳng nhẽ còn vì những người khác Mà khiến gia đình mình chịu thiệt hay sao Bà Ngọc chắn đường Sắc mặt khó chịu chất vấn cô Hạ Lam nhìn bà ấy với ánh mắt đầy xa lạ. Bà ấy là mẹ ruột của cô, nhưng cô lại chẳng thể nào cảm nhận được chút tình yêu thương nào từ bà ấy. Là do bà ấy chưa từng nuôi dưỡng cô, hay là vì một lý do nào khác chứ? Nếu như cô muốn, cháu trả ơn sinh thành, thì cháu sẽ dùng cách khác. Tiền và tài sản vốn thuộc về Hạ Gia. Từ bé Hạ Lam được Hạ Gia nuôi dưỡng như một công công chúa, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là cô tiêu xài hoang phí hay không biết giá trị của tiền bạc. Hơn nữa những thứ đó là hạ ra cho cô bởi vì cô là con gái của bọn họ. Giờ cô trả lại thì có cái gì là sai chứ? Bà Ngọc nhìn cô chầm chầm. Có phải vì gia đình này nghèo nên mày mới muốn làm như vậy có phải không? Chỉ có hạ ra giàu có mới là gia đình của mày có phải không? Tao nói cho mày biết nếu có tiền thì mày là con gái nhà này còn không thì đừng hòng nhà tao không chứa cái loại tiểu thư công chúa chỉ biết ăn không biết làm như mày mày biết vẽ tranh sao tao nhổ vào mấy cái đấy không mài ra ăn được đâu hạ lam nhíu mày cô không ngờ bà ngọc lại chờ mặt rồi mắng mỏ cô như vậy cho dù cô chưa từng tưởng tượng cảnh hai người họ gặp nhau nhưng đối với hạ lam một người mẹ không nên có thái độ đó với con gái của mình dù cho bà ấy không thương cô mày nhìn gì mày muốn nhìn cái gì không phải giờ mày không một trốn dung thân nên mày mới vác mặt về đây hay sao bà ngọc tiếp tục thách thức cô hạ viên và hạ tùng cũng bước ra từ phòng của mình ông hạ tiến đầy cửa nhà vệ sinh bước ra Ông nhìn thấy không khí căng thẳng giữa Hạ Lam và bà Ngọc, nhưng ông không định đứng ra hòa giải. Trái lại, ông còn đổ thêm dầu vào lửa. Nó quen ăn sung mặc sướng rồi, nên là khinh thường cái nhà này đấy. Trong mắt của nó, chỉ có Hạ gia mới được gọi là gia đình của nó thôi. Tôi nói rồi, tại sao chị lại tốt bụng trở về đây cơ chứ? Có phải vì Hạ gia đuổi cổ chị rồi không? Bọn họ chắc là lấy lại đống đồ mà họ cho chị rồi. Nên chị mới vênh mặt nói với chúng ta là trả lại cho bọn họ chứ gì. Không phải chị không đưa cho chúng tôi mà là bởi vì không có để đưa. Nhưng mà chị vẫn làm cao cơ. Tỏ vẻ là một người biết trước biết sau cơ. Hạ Viên nói đúng. Chị cố tình trở về đây để lừa dối lòng thương hại của chúng tôi. Chị có biết trong lúc chị ăn sung mặc sướng ở hạ gia thì bố mẹ vất vả như thế nào hay không? Hạ Tùng lại dùng đạo đức để chất vấn cô. Hạ Lam cảm thấy nực cười, cô lạnh nhạt nói tiếp. "Còn phải ý của mấy người là hạ gia giúp hai người nuôi con, bây giờ còn phải cung kính đưa thêm tiền hay không?" "Hạ Tùng này, cho dù tôi ăn sung mặc sướng thì làm sao?" Tôi là người tạo ra cục diện ngày hôm nay à? Tôi đây mới chính là nạn nhân. Bao nhiêu năm cậu ăn học đàng hoàng, nhưng cậu lại có suy nghĩ thiển cận đến như vậy sao? Hạ Lam rất lời, bà Ngọc vung tay tát mạnh vào mặt cô, khóe miệng bị rách, đầu của cô có hơi choáng váng. Ai mà ngờ được bà ấy lại ra tay chứ? Nhưng trong mắt của những người còn lại thì đây là một chuyện hết sức hiển nhiên nhà kia không dạy mày làm người thì tao dạy hạ tùng là con trai của tao là cháu đích tôn của cái nhà này không đến lượt mày mắng mỏ chửi bới nó mày là cái loại không được ai yêu thương bị hạ ra đuổi đi rồi nên mày mới bám víu lấy cái nhà này chứ gì tao nói cho mày biết khôn hồn thì ngoan ngoãn mau làm theo những gì tao vừa nói nếu không ngay cả cái nhà này cũng không bao giờ chấp chứa cái loại người như mày còn mày muốn cút đi đâu thì cút đi. Hạ viên lúc này tiếp tục khiêu khích. con thấy nuôi thêm chị ta, chỉ tổ tốn cơm tốn nước, dọn dẹp không biết làm, nấu cơm không biết nấu. Hai tay của chị ta ngoại trừ vẽ tranh thì chả làm được cái gì. Chị ta không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc của hạ gia, thì ai người ta mua ba cái loại tranh vớ va vớ vẩn ấy chứ hạ lam đưa mắt nhìn bốn người đang đứng cạnh nhau tạo ra hai chiến tuyến rõ rệt cô hình như không phải là con gái của bọn họ trái lại hạ lam càng giống như đối thủ đối địch sống chết đến cùng với bọn họ cô cười mỉa mai tôi cũng không có ý định ở lại đây cảm ơn mấy người cho tôi nhìn rõ tất cả hạ lam nói xong liền bước chân ra ngoài Cô muốn đến đây thử xem Thử xem nơi này có phải là mái nhà Là nơi cô thuộc về hay không Nhưng hóa ra nơi đây Cũng chẳng dành cho cô Còn khốn kia Mày ăn chùa của nhà chúng tao Những lời mắng trời thậm tệ Của bà Vũ Ngọc Bị cánh cửa chặn lại Hạ làm cứ như vậy rời đi Không quay đầu lại Dù chỉ là một chút Rời khỏi căn nhà ấy Hạ Lam bỗng chốc thấy không khí trong lành, chẳng còn sự ngột ngạt nữa. Cô đã thử tưởng tượng một vài cảnh khi gặp lại bố mẹ ruột của mình. Nhưng không có cảnh nào là hiện thực. Cô không ngờ mình lại không được chào đón đến như vậy. Họa ra ở nơi nào, cô cũng bị ruồng bỏ. Hạ Lam thầm nghĩ. Anh đi đến đâu rồi? Em xuống dưới rồi này. Giọng một cô gái vui vẻ vang lên cách Hạ Lam không xa. Hạ Lam dừng bước đưa mắt nhìn, cô gái ấy đang nói chuyện điện thoại với người yêu, nụ cười luôn thường trực trên gương mặt cô ấy. Hạ Lam có thể nhận ra cô ấy đang vô cùng hạnh phúc, giống hệt với dáng vẻ của cô lúc trước. Không bao lâu sau, một chàng trai xuất hiện bên cạnh cô gái, hai người nhìn nhau mỉm cười, chàng trai vuốt nhẹ mái tóc của cô gái rồi cầm lấy tay của cô ấy. Hai người đi ngang qua Hạ Lam, với một nụ cười hạnh phúc hạ làm đường đó ngẩn ngơ nhìn theo bọn họ trong đầu cô những hình ảnh hạnh phúc của cô và vĩ minh xuất hiện hai người họ đã từng đi dạo giống như cặp đôi ấy từng đi công viên trò chơi từng đi xem phim ăn uống cùng với nhau giống như bao nhiêu cặp đôi khác những lời nói ngọt ngào mà vĩ minh nói dường như đang còn văng vẳng bên tai của cô ấy vậy mà bây giờ mọi thứ lại thật xa vời với cô. Hạ Lam trở lại với hiện thực, cô nở ra một nụ cười chua chát, cô lấy điện thoại ra gọi cho Vĩ Minh. Hạ Lam lúc này muốn nói rõ ràng với hắn, dù nỗi sợ trong cô rất lớn, nhưng Hạ Lam không muốn tiếp tục cứ như thế này, ít nhất phải để cho cô đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình này chứ. Điện thoại không ai bắt máy. Hạ Lam cũng chẳng gọi lại nữa, cô bắt taxi đến công ty của Vĩ Minh. Giờ đây là giờ tan làm, vậy mà Hạ Lam muốn thử một lần xem thế nào. Hạ Lam biết nhà của Vĩ Minh, thậm chí cô còn đến đó rất nhiều lần, tuy nhiên Hạ Lam không muốn làm phiền người lớn nên bây giờ cô không đến. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã đến nơi, Hạ Lam xuống xe nhìn về phía tòa nhà cao ốc đang còn sáng đèn. Cô không gọi cho Vĩ Minh, cô cứ như vậy đứng đợi. Khoảng 10 phút sau, Vĩ Minh cùng với Ngọc Uyên bước ra khỏi tòa nhà. Hạ Lam không biết là do mình may mắn hay là do mình xui xẻo, cô vội vàng gọi tên anh. "Vĩ Minh." Vĩ Minh dừng bước, hắn nhìn cô với ánh mắt dường như khó chịu, trái tim của cô siết chặt, đầu của cô đau nhói. Vĩ Minh tiến về phía của cô lạnh lùng nói với cô em đến đây làm gì em là người yêu của anh em không thể nào đến đây sao vị minh im lặng hạ lam nhìn hắn và tiếp tục hỏi vị minh có phải anh chán không muốn chờ đợi em nữa rồi có phải không em nhận ra rồi sao vị minh đút hai tay vào túi nhìn cô một cách thờ ơ ánh mắt của hắn không còn một chút tình cảm yêu thương nào dành cho cô, thật là xa lạ. Hóa ra đây mới là cảm xúc thật của hắn, hóa ra những yêu thương quan tâm và chăm sóc trước kia đều là giả dối, hóa ra ánh mắt đầy tình yêu ấy chỉ là một màn diễn. Ấy vậy mà cô lại tin tưởng là thật. Hạ Lam nghẹn ngào chất vấn, "Rõ ràng em đang học cách yêu anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Nếu không yêu em, Tại sao anh lại diễn trò Giống như thể anh rất yêu em Vĩ Minh à Tại sao anh làm như thế Em không cảm thấy Trò chơi này rất thú vị sao Em luôn miệng nói rằng yêu sĩ Toàn Nhưng sau khi chia tay anh ta Chỉ cần tôi cố gắng một chút Là em lại thay lòng đổi dạ sao Hạ Lam đang nhìn về mặt của hắn Cảm giác trái tim của cô như bị ai cầm dao Đâm từng nhát từng nhát Vết thương không chỉ chảy máu Mà còn đau đớn đến kỳ lạ Đau đến mức mà cô tưởng như hít thở Cũng không thể nào thông được Thì ra Em chỉ là một trò chơi đối với anh thôi Anh tàn nhẫn với em như vậy sao? Tàn nhẫn á So với em Thì tôi nhân từ hơn rất nhiều Vị Minh nhìn cô bằng ánh mắt hận thù Hạ Lam hốt hoảng cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hắn và cả nhà họ vũ vị mình thấy dáng vẻ hoang mang của cô lại vô cùng tức giận hắn đanh giọng bây giờ em lại ra vẻ một người vô tội sao vì sự ích kỷ của em mà khiến ước mơ và đam mê của mỹ vân mãi mãi không thành hiện thực em ganh ghét với con bé không muốn con bé tiếp tục vẽ tranh đến nhẫn tâm làm như vậy hạ làm mà vân là bạn thân của em vậy mà em lại đối xử với con bé như vậy hay sao nghe những lời chất vấn của vĩ minh dành cho cô khiến cho cô im lặng không nói thêm đụng một lời nào cô họng cô nghẹn đắng nước mắt lăn dài cô hại mỹ vân sao hóa ra ngay cả hắn cũng hiểu nhầm cô hóa ra ngay từ khi bắt đầu tất cả là giả dối sao Thế nhưng, em còn khiến tôi khinh thường hơn nữa. Sau tai nạn đó, em còn có thể có mặt mũi mà ở bên cạnh Mỹ Vân sao? Em lợi dụng sự lương thiện của con bé để khiến cho em nổi tiếng. Em tưởng Mỹ Vân tha thứ cho em là có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra có phải không? Vị mình tiếp tục chán ghét nói với cô. Hạ làm ớt nghẹn, miệng ngập ngừng không nói nên lời. Trong mắt của Minh, cô đang trột dạ hạ làm đang không biết phải giải thích như thế nào về việc làm của cô so với em việc tôi làm chả có cái gì đâu mỹ vân cả đời không thể nào cầm bút được nhưng còn em thì sao em có thể nào đến sau cùng vẫn có thể vẽ vời tôi vốn nghĩ chú dì vốn là một người đàng hoàng sao có thể nuôi dưỡng ra một con người độc ác như em hóa ra tất cả bởi vì em không phải là con gái của bọn họ Đúng là khác máu tanh lòng. Tính cách của em cũng hoàn toàn khác với họ." Vị mình buông lời tàn nhẫn, ngập ngừng một lát, sau đó nói tiếp. "Tôi chơi đùa với em chán rồi, từ bây giờ em đừng xuất hiện trước mặt tôi, hay là xuất hiện trước mặt Mỹ Vân nữa." Vị mình nói xong liền xoay bước rời đi, Hạ Lam đứng đó ngẩn ngơ nhìn hắn lên xe cùng với Ngọc Uyên. Trên xe hắn đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, Hạ Lam còn đứng đó, trông cô mỏng manh đến nỗi hắn có cảm giác có thể bị gió thổi bay hoặc là bị ngã quỵ bất cứ lúc nào. Trái tim hắn nhói lên. Ngọc Uyên lên tiếng hỏi hắn. Nếu như còn thương người ta, vậy anh nói ra những lời kia làm gì? Anh thực sự nghĩ hạ lam là người như vậy sao vĩ minh nhắm mắt hắn không muốn nhìn thấy cô hắn ngả người ra ghế phía sau rồi nói với ngọc uyên mọi chuyện tất cả đều rõ ràng rồi bản thân vĩ minh trong hơn 10 năm qua không ít lần hy vọng rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm hạ lam không phải là người làm chuyện ấy nhưng mỗi lần nhớ lại gương mặt của em gái Cùng với sự tuyệt vọng của bố mẹ, là hắn lại không thể nào đối mặt với sự thật. Cho dù hắn yêu Hạ Lam thì sao, nhưng cô chính là người hại Mỹ Vân. Hắn không thể làm như không có chuyện gì, yêu cô, cưới cô rồi đón cô vào cửa nhà. Kể cả thế đi chăng nữa, thì lúc đó Hạ Lam mới có mười mấy tuổi, ở tuổi ấy ai chẳng bồng bột nóng vội và không suy nghĩ thấu đáo chứ? Nghe Ngọc Uyên hỏi như vậy, Vĩ Minh cười nhạt. Ai đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình thôi. Em có biết Mỹ Vân đam mê vẽ đến như thế nào không? Con bé có thể ngồi hàng giờ trong phòng tranh mà không cần ăn uống. Em có biết bố mẹ anh kỳ vọng như thế nào không? Nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đều tan vỡ. Mỹ Vân khi đó rất khó khăn mới vượt qua được tất cả. Mỹ Vân cũng đã tha thứ cho Hạ Lam rồi. Tha thứ Không có nghĩa là chưa từng có chuyện gì xảy ra Thôi vậy mặc kệ anh Sau này đừng có tìm em khóc lóc Hay là hối hận là được rồi Vị mình không đáp thêm Bóng dáng Hạ Lam đứng ở phía sau nhỏ dần Rồi hoàn toàn biến mất Hạ Lam nhìn theo chiếc xe đang biến mất trong tầm mắt của cô Đột nhiên cô chạy theo Cô gào lớn Không phải vậy Không phải vậy cô muốn nói cho hắn biết không phải là như vậy mọi điều hắn nói đều không phải là sự thật nhưng mà cô không đuổi kịp theo xe của hắn hạ lam chẳng để ý bản thân lúc này đã rời khỏi vỉa hè tiếng còi xe vang lên cô ngoảnh mặt lại ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô sau đó hạ lam không còn nhớ gì nữa đó là một buổi chiều mùa hè bình thường hạ lam cùng với mỹ vân tan lớp học vẽ Hai người không báo sớm với bố mẹ Chỉ báo với người anh chơi thân là Lạc Thiên Cậu nói xem anh Thiên có đến không? Mỹ Vân vừa ăn kem vừa lo lắng hỏi Bọn họ đang đứng đợi anh Lạc Thiên Ở trong cổng trường học Hạ Lam lướt nhìn bạn mình bĩu môi Có cậu ở đây Thì chẳng nhẽ anh ấy lại không đến Hai người đường hòng qua mắt được tớ Tớ thừa biết Mỹ Vân cười như không nói gì Hai người ăn hết kem thì Lạc Thiên cũng đến Hạ làm có hơi khát nước Cô quay lại nói với hai người Em muốn đi mua nước Hai người có uống gì không Em mua luôn cho Tớ muốn uống nước đào Vậy em mua cho anh một chai trà xanh nhé Lạc Thiên sửa lại tóc cho Mỹ Vân Và vui vẻ nói chuyện Hạ làm thấy hai người ân ái Không muốn làm kỳ đà cắn mũi Nên vội vàng chuồn ngay Cô đến tiệm hóa Gần trường mua nước ngay khi vừa ra khỏi tiệm tạp hóa, Hạ Lam thấy một chiếc xe đang lao đến chỗ Mỹ Vân và Lạc Thiên. Hạ Lam dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đến chỗ hai người, cô vừa chạy vừa hét lớn. "Hai người tránh đi, có xe đến." Nhưng mà không kịp, chiếc xe lao gần tới chỗ hai người họ, Mỹ Vân vội vàng đẩy Lạc Thiên rồi cứ như vậy ngã xuống. Hạ Lam nhìn thấy xung quanh đều là máu, cô hớt hải chạy đến. Hạ Lam giật mình mở mắt, cô nhìn khung cảnh phòng bệnh quen thuộc xung quanh, thấy đầu của mình đau nhói, lâu lắm rồi cô không mơ một giấc mơ như vậy. Vụ tai nạn đó mãi mãi là ký ức ám ảnh trong đầu của cô. Cô nhớ bản thân mình sợ hãi đến mức nào, sau khi vào bệnh viện cũng chẳng thể nào nói nên câu. Đến tận khi hai người tỉnh lại, ai hỏi gì Hạ Lam cũng chẳng thể nào trả lời được. Mỹ Vân sau đó không cầm được bút vẽ lạc thiên bị mất trí nhớ lời nói dối của hai người đã thành sự thật một giọng nói xa lạ vang lên cô thấy trong người thế nào hạ lam đưa mắt nhìn đó là một người đàn ông lạ mặt cô nhớ thứ mình nhìn thấy cuối cùng là ánh đèn xe chẳng nhẽ người đàn ông này là chủ của chiếc xe sao hạ lam nâng người vịn lấy thành giường và ngồi dậy người đàn ông nhìn cô đầy lo lắng anh là chủ xe có đúng không là lỗi của tôi anh không cần chịu trách nhiệm tôi tỉnh rồi anh cứ về đi không được tôi làm sao có thể bỏ mặc được cô tôi sẽ gọi cho người nhà anh cứ về trước đi tôi không sao đâu cô vừa mới dứt lời vị bác sĩ bước vào người đàn ông vội vàng hỏi ngay tình trạng của cô ấy thế nào vị bác sĩ nhìn hạ lam cô đoán được tình trạng của bản thân nên liền nói tôi muốn giữ kín tình trạng bệnh của mình tôi không bắt anh ấy chịu trách nhiệm anh à anh cứ về đi người đàn ông nhìn hạ lam đầy ái ngại nhìn bác sĩ như muốn cầu cứu vị bác sĩ lần đầu tiên gặp tình trạng này nên ông nói luôn anh không phải là người nhà của bệnh nhân bệnh nhân không truy cứu nên tôi không thể nào làm gì khác được bác sĩ nói đến nước này rồi người đàn ông đành từ bỏ vậy tôi đóng viện phí rồi sáng mai tôi đến ngay sau khi người đàn ông liền rời đi cánh cửa đóng lại bác sĩ lên tiếng tôi nhìn thấy cô đến đây vài lần gặp bác sĩ minh hoàng đáng tiếc hôm nay bác sĩ minh hoàng ra nước ngoài dự hội thảo nhanh nhất là chiều mai mới trở về Hạ Lam nghe, cô xoa ngón tay vào nhau và hỏi tiếp. Có chuyện gì? Bác sĩ cứ nói thẳng với tôi. Tôi chịu được. Tôi có liên lạc với bác sĩ Minh Hoàng về tình trạng của cô. Vụ tai nạn vừa rồi khiến cục máu tụ trong đầu của cô lớn hơn. Hiện giờ tỷ lệ phẫu thuật để chữa trị chỉ còn khoảng 30%. Sau này cô hoàn toàn không phân biệt được màu sắc. Thêm nữa, cánh tay phải của cô bị ảnh hưởng không thể làm việc nặng nhọc hay làm bất cứ việc gì trong thời gian dài ngay cả việc cô cầm bút để vẽ tôi không thể nào vẽ được sao tôi rất xin lỗi hạ lam im lặng cuộc đời cô thật là biết bát ai ai cũng ruồng bỏ cô đến giờ ngay cả niềm đam mê của cô cũng bị ông trời lấy đi mất cô không thể nào phân biệt được màu sắc không thể nào cầm bút vẽ được sao vậy thì cô phải sống ra sao đây vị bác sĩ tiếp tục trấn an cô y học cũng có rất nhiều kỳ tích biết đâu sau này mọi chuyện của cô sẽ ổn hơn cảm ơn bác sĩ chiều mai khi bác sĩ minh hoàng trở về đến lúc đó chúng tôi hội trần kỹ càng hơn bây giờ cô nghỉ ngơi nhé chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà của cô Vị bác sĩ nói xong và đứng dậy rời đi. Hạ Lam thẫn thờ nhìn xuống tay phải của mình. Cô nắm bàn tay lại, cảm giác thật lạ. Mọi thứ dường như có gì đó thay đổi. Hạ Lam cười, tiếng cười của cô nghẹn ngào lắm. Nước mắt nóng hồi, rơi thẳng xuống tay phải của cô. Cô rất muốn gào lên, nhưng rồi chẳng thể làm được gì. Cô không còn sức lực. Hạ Lam khóc đến khan tiếng rồi ngừng lại. Cô quệt nước mắt, sau đó đứng dậy. Hạ Lam biết bản thân mình còn yếu, nhưng cô không muốn ở lại bệnh viện, cô không muốn xin bọn họ dù lòng thương xót với cô, cô không cần điều đó. Hạ Lam thay lại bộ quần áo bình thường đầy vết bẩn của cô, sau đó cô né tránh y tá và rời khỏi bệnh viện. Hạ Lam bắt taxi đi thẳng ra sân bay, cô mua vé chuyến gần nhất và ngồi đợi. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên hạ lam nhìn chiếc màn hình bị vỡ của mình nhưng đang còn sáng hiển thị người gọi là anh trai cô mím môi ấn nghe điện thoại vừa được kết nối giọng của hạ kiên đầy mệt mỏi vang lên em muốn làm cái gì em lao ra đường để người ta đâm em em muốn tự tử hay là ngại không sống đủ lâu hạ lam im lặng những lời nói không biết vô tình hay hữu ý ấy khiến cho cô cảm thấy lạnh. Giờ đây đối với anh, cô chắc chắn chỉ là một kẻ dư thừa. Hay em biết bố mẹ sắp về nên muốn thu hút sự chú ý của họ. Em có lòng tự trọng hay không? Hạ gia cho em chưa đủ nhiều hay sao mà em còn gây chuyện này đến chuyện kia? Em muốn cái gì? Hạ Kiên liên tục chất vấn cô. Hạ Lam lúc này run rẩy, cô gọi tên anh Kiên, anh có từng coi em là em gái của anh không? Hỏi linh tinh cái gì thế à? Hạ Kiên lạnh giọng với cô, Hạ Lam cười chua chát. Cô tiếp tục. Xin lỗi anh, từ nay em không bao giờ làm phiền anh hay bất kỳ một người nào của Hạ Gia nữa. Hạ Lam nói xong liền cúp máy, tiếng loa thông báo vang lên, cô đứng dậy ra cửa bay đêm hôm ấy thành phố có mưa lớn hạ kiên cả đêm mất ngủ anh cũng không đến bệnh viện sau khi hạ lam cúp máy hạ kiên có gọi lại vài lần nhưng điện thoại báo không kết nối hạ kiên tức giận nên chẳng muốn có tâm trạng tìm hiểu đến tận lúc ngồi trên bàn ăn sáng hạ kiên mới suy nghĩ đến chuyện anh đến bệnh viện hạ liên thấy sắc mặt của hạ kiên không tốt cô ta liền hỏi ngay anh có chuyện gì sao? Hôm qua em thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đấy về bệnh viện. Chẳng nhẽ chị Hạ Lam gặp chuyện gì sao? Không phải chuyện của em. Em không cần quan tâm. Em chỉ cần tránh xa con bé ra là được. Hạ Kiên dặn dò xong liền đứng dậy, không ăn sáng nữa. Hạ Liên mím môi, không nhiều lời. Sau khi Hạ Kiên rời đi, kêu tài xế chạy thẳng đến bệnh viện. Khi anh đến nơi, bệnh viện đang khá nhốn nháo hạ kiên thậm chí thấy người bác sĩ quen thuộc của gia đình mình đang lo lắng vừa đi lại vừa gọi điện thoại hạ kiên gọi ngay chú hoàng chú hoàng bác sĩ minh hoàng xoay người nhìn hạ kiên đầy tức giận ông lạnh lùng nói đi vào phòng của chú nói chuyện hạ kiên không hiểu chuyện gì đi theo bác sĩ khi cửa phòng vừa mới đóng lại bác sĩ minh hoàng liền hỏi ngay tối qua bệnh viện gọi điện cho cháu nói về tình trạng của hạ lam nhưng cháu không đến có đúng không hạ lam lại gây ra chuyện gì có phải không chú con bé dạo này càng ngày càng khó ở gây chuyện gì sao nếu con bé gây chuyện thì chú không đứng đây nói chuyện với cháu bác sĩ minh hoàng đầy tức giận con bé bị xe đâm cục máu tụ trong não phát triển không phân biệt được màu sắc tay phải của con bé mất khả năng cầm bút cháu nói xem đó là con bé gây chuyện sao vị bác sĩ minh hoàng cao giọng hôm qua ông nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp nên cực kỳ lo lắng ông là bác sĩ thân thiết vi hạ gia chăm sóc hạ lam từ bé đến lớn ông hiểu tính cách của con bé vậy nên ông ngay lập tức đặt vé máy bay về nước đáng tiếc ông vẫn chậm một bước hạ lam đã rời khỏi bệnh viện con người mà ông nghĩ rằng chăm sóc cho con bé thì mãi đến bây giờ mới có mặt. Hạ Kiên sững người, anh chẳng thể nào tin vào tai của mình. Hạ Lam là một đứa cực kỳ thích vẽ. Từ bé, con bé hầu hết dành thời gian của mình để ngồi bên giá vẽ. Những đứa trẻ khác thích đùa nghịch đi chơi công viên, nhưng Hạ Lam chỉ thích vẽ mà thôi. Nếu đưa con bé bút màu và giấy, thì con bé có thể ngồi cả ngày ở trong nhà. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại nghe nói rằng hạ lam chẳng thể nào nhìn được màu sắc ngay đến cả bút vẽ con bé cũng chẳng cầm nổi đầu óc của hạ kiên đột nhiên trống rỗng lời nói của hạ lam tối qua không ngừng hiện lên trong đầu của anh hạ kiên ấp úng làm thế nào mà con bé từ vụ tai nạn lần trước hạ lam có máu tụ trong não rồi con bé thường xuyên đau đầu và bắt đầu không phân biệt được màu sắc. Con bé muốn tự mình nói với gia đình. Hạ Kiên im lặng, cổ họng của anh nghẹn đắng, cảm giác hối hận, nuối tiếc bao trùm lấy anh. Có lẽ thời gian đó trùng với thời gian mà anh trách móc Hạ Lam nên con bé không dám tâm sự. Sau này, Hạ Lam lại càng không có cơ hội để nói với anh. Còn anh người vẫn luôn tự tin rằng là bảo vệ yêu thương em gái thì lại chẳng làm được gì nên hồn dù rằng hạ lam không phải là em gái ruột của anh hạ kiên thở dài như đang cố biện minh cho mình cháu và hạ lam cãi nhau chú ạ à. thêm nữa con bé không phải là em gái của cháu nên lúc đó cháu không để tâm bác sĩ minh hoàng nghe như giống như nghe một câu chuyện cười chú trừng mắt không phải là em gái á cháu đang nói chuyện điên khùng gì thế hả hạ kiên thở dài bác sĩ minh hoàng là người quen thân thiết lâu năm của gia đình nên anh không muốn giấu giếm suốt bao nhiêu năm qua bố mẹ cháu luôn tìm kiếm một cô gái lúc bố mẹ cháu sang nước ngoài thăm người thân cháu nhận được tin sau khi xét nghiệm cô ấy mới là em gái của cháu còn hạ lam thì không phải thưa chú chú không hiểu tại sao cháu có thể quản lý được một công ty lớn như vậy cháu cứ đợi bố mẹ cháu về xử tội đi còn bây giờ cháu cút ra khỏi đây cho chú cút cho đến bao giờ tìm được hạ lam chú mới nhìn thấy cháu còn bây giờ thì không chú không muốn nhìn thấy bàn mặt của cháu cút đi Hạ Kiên cứ như vậy Bị đuổi ra phòng của bác sĩ Minh Hoàng Anh khó hiểu nhìn cánh cửa Đã đóng chặt từ lâu Anh thờ dài Tuy không hiểu chú ấy nói gì Nhưng hiện giờ chuyện quan trọng Là anh phải tìm được Hạ Lam Hạ Kiên vội vàng liên lạc với Vĩ Minh Vĩ Minh nhanh chóng nghe máy Mày có biết Hạ Lam đang ở đâu không? Cô ấy chẳng phải ở phòng tranh à? Hôm qua bọn tao có gặp nhau Tao với Hạ Lam chia tay nhau rồi. Hạ Kiên sừng sốt. Bao nhiêu năm qua, anh chứng kiến tình yêu của Vĩ Minh dành cho Hạ Lam. Anh cứ ngỡ tình cảm ấy sẽ kéo dài cả đời này. Ai mà ngờ hai người yêu nhau chưa được bao lâu lại chia tay cơ chứ. Hạ Kiên thở dài. Mày có biết tình trạng của con bé không? Tình trạng gì? Chuyện cô ấy không phải là con gái của Hạ Gia sao? vị minh hỏi ngược lại hạ kiên mệt mỏi anh trả lời qua loa à không nếu mày không thấy hạ lam thì thôi tao tìm người khác hỏi vậy hạ kiên vội vã cúp máy còn vĩ minh ngẩn người không hiểu sao trong lòng của hắn cảm thấy bất an dường như có chuyện gì đó ngoài tầm với của hắn đã xảy ra bất chợt cánh cửa phòng của hắn bị đẩy ra mỹ vân hùng hồ bước vào Vị mình cau mày hỏi chuyện. Em không biết phép lịch sự à? Hạ Lam mất tích rồi, anh còn bình tĩnh ở đây thế này được sao? Hạ Kiên vừa gọi điện cho anh, anh biết rồi. Còn nữa, anh và Hạ Lam chia tay rồi. Cái gì cơ? Anh và Hạ Lam đã chia tay? Hai người chính thức quen nhau còn chưa được mấy ngày, là có chuyện gì xảy ra khiến cho hai người chia tay chứ? Anh đã làm gì nó? Anh nói đi anh chả làm gì chỉ là chia tay thôi tối hôm qua anh nói chuyện này với hạ lam rồi anh mau nói cho em biết đi mau nói cho em biết rõ ràng anh yêu hạ lam như vậy sao có thể dễ dàng chia tay chứ đã có chuyện gì xảy ra hạ lam bây giờ đang ở đâu có phải ngay từ đầu anh đã muốn làm tổn thương bạn của em không em có thể tha thứ cho người làm mình tổn thương nhưng còn anh thì không Hắn giữ những điều này trong lòng quá lâu. Mỗi ngày qua đi, mỗi lần đối mặt với Hạ Lam, hắn lại tự dằn vặt mình. Hắn yêu Hạ Lam, nhưng cô lại là người làm tổn thương em gái của hắn, là người khiến bố mẹ hắn đau lòng. Cho dù hiện tại cả bố mẹ và Mỹ Vân đều coi đó là quá khứ, nhưng hắn thì không thể nào. Mỹ Vân sườn sốt trước những lời nói này của Vĩ Minh. Cô kinh ngạc đến mức không thốt thành lời. Vị Minh thấy bộ dáng của em gái mình như vậy, hắn cũng không thèm để tâm, hắn tiếp tục. Bây giờ biết lý do rồi chứ? Em đi ra ngoài đi, anh còn phải đi làm. Anh vì chuyện này mà chia tay với Hạ Lam sao? Mỹ Vân lấy tinh thần và hét lớn, khiến cho Vĩ Minh nhíu mày, hắn mất kiên nhẫn với cô. Anh không muốn nhắc lại chuyện này lần thứ hai. <laughs> uổng công em còn khuyên hạ lam nên chấp nhận anh có phải anh không hề tin tưởng cô ấy không anh nghĩ hạ lam có thể thản nhiên làm bạn với em sau bao nhiêu năm như thế nếu như cô ấy thực sự là người làm hại em sao vĩ minh em nói cho anh biết hạ lam không có lỗi gì cô ấy không làm gì là em đẩy anh lạc thiên nên em mới bị tai nạn tất cả là em hạ lam lúc đó còn không đúng gần bọn em hơn nữa. Anh nghĩ rằng em thích vẽ tranh à? Là bố mẹ muốn. Là em không muốn bố mẹ thất vọng. Nếu không phải cô Hạ Lam, thì ngay cả đi học ấy, em còn không muốn đi. Ở đấy mà vẽ vời. Vị mình ngây người, hắn hiểu từng chữ Mỹ Vân vừa nói ra. Nhưng mà ghép lại với nhau lại không hiểu. Tại sao lại như vậy chứ? Kết quả hắn điều tra rõ ràng là khác cơ mà. Anh muốn hỏi tại sao sự thật lại khác ấy à? Hạ Lam giúp em giấu giếm đấy. Ngoại trừ cô ấy, em và Lạc Thiên thì không ai biết sự thật này. Anh Lạc Thiên bị mất trí nhớ là em cầu xin Hạ Lam nói dối là em cầu xin cô ấy giấu giếm sự thật này để không khiến anh Thiên ấy náy Cho dù anh có điều tra thì kết quả là do cô ấy làm. Anh có hiểu không? Em nói dối. Đúng là hắn không thể nào tin những gì mà Mỹ Vân vừa nói. Mỹ Vân muốn bênh vực cho Hạ Lam nên mới nói ra như vậy. Con bé chắc chắn vì muốn bảo vệ cho Hạ Lam nên mới đổi trắng thay đen. Mỹ Vân bật cười với gương mặt giàn ruộng nước mắt. Em mà cần phải nói dối á. Nếu không phải tại anh thì Hạ Lam không bao giờ đau khổ. Tình trạng sẽ không xấu nhanh như vậy. Nếu không vì anh thì mọi chuyện đã khác rồi nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì em em hận anh cả đời mỹ vân nói xong liền quay đi vị minh lúc này vội vàng giữ chặt tay em gái mình nói như vậy là sao hạ lam có chuyện gì anh còn quan tâm cuối làm cái gì chứ chẳng phải anh nghĩ rằng cuối hại em sao mỹ vân người không có ở đây anh quan tâm làm cái gì Bây giờ Hạ Lam vĩnh viễn, không thể nào phân biệt được màu sắc như người bình thường. Cô ấy không vẽ vời được, anh vui rồi chứ. Mỹ Vân nói trong nghẹn ngào, giật tay và khóc lóc chạy đi. Còn Vĩ Minh đứng đó như trời trồng, hắn không tin vào tai của mình. Hạ Lam không thể nào vẽ được sao, không thể nhìn thấy màu sắc được nữa sao. Vẽ là mạng sống của Hạ Lam, nhưng giờ lại không thể. Hạ Lam liệu, sẽ suy sụp đến mức nào chứ. Vị mình chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim bị siết chặt giống như ai đó đang bóp lấy, hắn vội vàng lấy áo khoác, tức tốc ra khỏi nhà. Vừa dục tài xế lái đi nhanh, hắn vừa gọi điện cho Hạ Kiên. Vị mình vội vàng hỏi ngay. Trước khi Hạ Lam mất tích, cô ấy gặp chuyện gì có phải không? Con bé bị tai nạn giao thông? lao ra đường bị người ta đụng phải đã thành ra như thế rồi không biết lại bỏ đi đâu bàn tay vĩ minh siết chặt hắn còn nhớ hình ảnh tối hôm qua hạ lam đứng đó thẫn thờ nhìn về chiếc xe của hắn có phải sau đó cô ấy đuổi theo xe nên mới bị tai nạn không có phải chỉ cần hắn quay lại hoặc là dừng xe thì hạ lam chắc chắn không bị làm sao có phải không hàng ngàn suy đoán bùa vây lấy hắn. Giờ phút này đây Vĩ Minh cực kỳ hối hận. Giá như hắn có thể quay lại, giá như hắn có thể thay cô, chịu đựng nỗi đau ấy. Lần cuối cùng, thấy cô ấy ở đâu? Vị mình cố gắng giữ bản thân của mình thật bình tĩnh và hỏi chuyện. Hạ Kiên tiếp tục nói với hắn. Con bé mua vé máy bay đến thành phố bên cạnh tao đang cho người đi tìm, dù sao mày và Hạ Lam đã chia tay rồi, tao không làm phiền đến mày đâu, không bắt mày phải đi tìm con bé. Nhưng đây là chuyện của tao." Vị mình nói xong liền cúp máy, hắn sao mà không lo cho được, nếu không phải vì hắn thì Hạ Lam không gian nông nỗi này, nếu những lời Mỹ Vân nói là sự thật thì hắn lại càng có lỗi, hắn chẳng khác nào một thằng khờ tin vào những tờ giấy Điều tra vô tri ấy Càng nghĩ Vĩ Minh lại càng tự trách bản thân mình Trong khi Vĩ Minh Hạ Kiên cùng với Mỹ Vân Ra sức tìm kiếm Hạ Lam Thì chuyến bay của ông Hạ Vũ Và bà Xuân Ngọc Cuối cùng cũng hạ cánh Hai người đi thăm họ hàng Khi trở về lại gặp bão tuyến Máy bay bị delay mãi Cho đến tận ngày hôm qua Thời tiết mới khá hơn Nên máy bay lúc đó mới có thể cất cánh anh nói thử xem Hạ Lam có hiểu nhầm hay không? Bà Xuân Ngọc lo lắng hỏi chồng Khi con gái gọi điện Tín hiệu chỗ bà không tốt Vậy nên khi Hạ Lam cúp máy Bà Ngọc đoán rằng con bé Không nghe được cả câu trọn vẹn của mình Điều này khiến bà cực kỳ lo lắng Bà sốt sắng muốn về nước Hạ Lam là một đứa nhạy cảm Bà sợ con bé hiểu nhầm Ông Vũ Trấn An Em đừng quá lo lắng cho dù có chuyện gì còn có hạ kiên hạ kiên không được thì còn có vĩ minh cơ mà mong là không có chuyện gì xảy ra bà xuân ngọc đáp lại dù nói vậy nhưng thực ra hiện tại trong lòng của bà ngọc đang cực kỳ bất an bà có cảm giác như có chuyện gì đó bất chắc đang xảy ra với con gái và dự cảm của bà đã đúng ngay khi vào đến nhà nhìn thấy cô gái xa lạ gọi mình là mẹ trái tim của bà trùng xuống con gái của bà chắc chắn có chuyện đặc biệt khi nghe những lời mỹ vân nói qua điện thoại bà xuân ngọc lại càng đau đớn gọi hạ kiên về đây gọi cả vĩ minh về đây ông vũ sầm mặt quát lớn nếu như lúc bình thường bà chắc chắn khuyên chồng mình bình tĩnh lại ông ấy có tiền sử huyết áp cao nên tránh tức giận nhưng bây giờ đừng nói khuyên chồng chính bản thân bà cũng cực kỳ tức giận trước khi bà và chồng mình rời đi con gái còn vui vẻ khỏe mạnh nhưng giờ thì hay rồi con bé mất tích tay thì không vẽ được mắt không phân biệt được màu sắc người làm mẹ như bà làm sao mà không thấy xót xa cho được cơ chứ hạ liên lúc này lo lắng nhìn hai người trước mặt bố mẹ ai là bố mẹ của cô Bà Ngọc lạnh lùng quát lớn, Hạ Liên mím môi, không dám nói lại câu nào. Bà Ngọc trừng mắt nhìn Hạ Liên, rồi quay mặt. Chuyện này liệu có bàn tay của cô gái trước mặt hay không, thì bà chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng. Bà không thể nào để con gái của mình chịu thiệt một cách oan uổng như vậy. Dạ thưa bà chủ, trước khi rời đi, cô chủ cho người làm thủ tục chuyển nhượng lại phòng tranh cho bà. Quản gia vội vàng thông báo thêm, lúc trước cậu Kiên dẫn cô Hạ Liên về, bản thân của ông cũng nghi ngờ nhưng không dám nói, ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ. Bà Xuân Ngọc kiên quyết. "Chú kêu luật sư hủy thủ tục đi, không có chuyển nhượng gì hết, phòng tranh là của Hạ Lam." "Vâng, tôi biết rồi." Ông Vũ lúc này nói thêm. "Chú liên lạc với bác sĩ Minh Hoàng giúp tôi." lát nữa chúng tôi đến bệnh viện trao đổi cụ thể về tình hình của con bé ông vũ vừa mới dứt lời hạ kiên cùng với vĩ, vĩ minh cũng bước vào phòng khách hạ kiên đưa mắt nhìn bố mẹ mình rồi nhìn hạ liên đang e sợ đứng nép vào một góc nhíu mày cất tiếng hạ liên em đứng đó làm gì không mau lại chào bố mẹ đi chứ con còn dám nói sao bà ngọc quát lớn ông hạ vũ trực tiếp đập mạnh hồ sơ xuống bàn tiếp tục mắt bị mù hay sao mà ngay đến cả em gái của mình anh còn không phân biệt được là ai đúng ai sai kìa bố mẹ hạ liên là em gái của con trước khi đưa em ấy về con làm xét nghiệm rồi ừ, con giỏi lắm giờ đến ngay cả lời của bố mẹ mà con còn không tin sao con gái của mẹ đẻ ra là ai thế chẳng nhẽ mẹ cần con chỉ cho mẹ biết à Bà Xuân Ngọc tức giận. Hạ Kiên lúc này lại tiếp tục thắc mắc. Nhưng... Nhưng chính miệng của mẹ là bão tuyết, tín hiệu không tốt. Hạ Lam hiểu nhầm thì thôi, ngay cả đến con cũng không nghe ra sao. Bà Xuân Ngọc tức giận lắm, còn ông Vũ cũng tức giận không kém. Anh xem đi, anh đã làm gì con bé? Đuổi em gái anh ra khỏi nhà, con bé bị tai nạn anh không vào viện thăm nó sợ con bé đi đâu anh còn không biết anh làm anh trai kiểu gì thế hả à? hạ liên đứng một góc ấm ức lên tiếng anh hạ kiên không có lỗi tất cả đều là lỗi của con ạ à? bà ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của hạ liên bà châm chọc ở đây còn chưa đến lượt một người ngoài như cô lên tiếng đâu nhưng rõ ràng hạ liên mới là em gái của con nếu không phải thì tại sao bao nhiêu năm qua bố mẹ lại đi tìm kiếm em ấy? Hạ Liên là con gái của một người bạn của mẹ. Cô ấy bị lạc con khi mới mấy tuổi. Sau đó gia đình họ ra nước ngoài. Trước khi đi, cô ấy có nhờ bố mẹ giúp. Nghe Hạ Kiên chất vấn như vậy, bà Ngọc đành bị chuẩn thật lại sự thật rồi quay sang nhìn Hạ Liên nói tiếp. Cô vốn không có quan hệ với nhà chúng tôi nhưng nề mặt mẹ cô nên hai ngày nay cô cứ ở lại đây tôi sẽ liên lạc với gia đình cô và điều tra rõ mọi chuyện nếu như cô làm điều gì khuất tất thì cô đừng có trách tôi hạ liên nghe xong sững sờ bà xuân ngọc chỉ liếc nhìn cô trong giây lát sau đó rời mắt đi bà sống hơn nửa đời rồi kiểu người như hạ liên bà gặp không ít vì lợi ích của mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ hạ liên biết diễn trò nhưng nhiều đó chỉ đủ qua mắt con trai của bà mà thôi. Hạ Kiên im lặng, đưa mắt nhìn về phía Hạ Liên, dường như đã biết sự thật từ trước. Trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói của chú Minh Hoàng. Anh thật là ngu ngốc, anh bị người ta lừa, đến ngay cả em gái của mình, anh còn không nhận ra. Chú đưa Hạ Liên về phòng, rồi sau đó liên lạc với bên kia giúp tôi bà ngọc dặn dò quản ra hạ liên mím môi cô nhìn mọi người một lượt sau đó quay đi tuy rằng chỉ một ánh mắt nhưng bà xuân ngọc không nhìn ra được sự cam lòng hạ liên thực sự cho rằng có thể qua mặt được bà sao đúng là nực cười chúng ta tin tưởng sao hạ lam cho cháu nhưng không ngờ cháu làm chúng ta thất vọng quá giải quyết xong chuyện với hạ kiên và Hạ Liên, bà Ngọc quay sang nhìn Vĩ Minh và nói. Bà không muốn nặng lời với Vĩ Minh. Dẫu sao Vĩ Minh không phải là con trai của bà. Nhưng bà không thể nào coi như không có chuyện gì. Nghe từng lời của Mỹ Vân nói ra, trái tim của bà như bị ai đó sát muối. Vĩ Minh chỉ vì chuyện hiểu nhầm ấy mà khiến con gái của bà bị tổn thương. Thêm một lần nữa. Kể thực khi xảy ra chuyện, Bà cũng trách Hạ Lam, nhưng còn dại cái mang, Hạ Lam vẫn là con gái của bà, bà không thể nào bỏ mặc được. Do đó Hạ Gia cũng bằng cách này hoặc là cách khác bồi thường cho gia đình Vĩ Minh và Mỹ Vân. Sau đó Mỹ Vân cùng với Hạ Lam vẫn là bạn bè chơi thân với nhau. Điều này khiến cho bà nghi ngờ chuyện cô ẩn khúc, tuy nhiên miệng Hạ Lam rất kín, bà không tra hỏi được điều gì. Điều bà có thể chắc chắn chỉ là Hạ Lam không làm hại mỹ vân bà ngọc nghĩ bố mẹ vĩ minh cũng nhìn ra được nên để hai đứa chơi thân với nhau thậm chí còn ủng hộ vĩ minh đến với hạ lam song ai có ngờ được vĩ minh lại là người như vậy chứ ông vũ lạnh giọng nếu không muốn chăm sóc con bé thì cậu nói với chúng tôi một tiếng không ai ép cậu chúng tôi không mượn cậu phải làm đứa con gái bé bỏng của ông ở nơi đâu. Vậy mà bây giờ ông còn không biết. Ông nhìn thấy hết lần này đến lần khác, bị những người nói yêu thương làm tổn thương. Ông làm sao có thể bỏ qua được chứ? Vị mình cúi đầu nhanh chóng quỳ xuống. Cháu xin lỗi, cháu nhất định sẽ tìm được cô ấy. Chúng tôi không mượn cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa con bé đi. Hạ Kiên không hiểu lúc này lên tiếng. Mình và Hạ Lam chia tay rồi. Bố mẹ, tại sao lại trách người ta? Hạ Lam là em gái. Hay là Vĩ Minh mới là người nhà của anh đây? Không bảo vệ được em gái của mình. Anh làm gì có quyền lên tiếng ở đây? Trong công việc con trai ông là người khá thông minh và nhanh nhạy. Ấy vậy mà không hiểu tại sao trong cuộc sống anh ta lại ngờ nghịch đến mức này chứ. Ông Vũ không biết mình có nuôi dạy con trai sai cách hay không. Con không biết cái gì thì con ngậm miệng đi. Bà Ngọc Trừng Hoát nhìn con trai mình, đến bây giờ nó còn không biết mọi chuyện là như thế nào sao, không biết đây có phải là do bà sinh hay không. Hạ Kiên bị cả bố và mẹ mắng nên chỉ biết im lặng, vị mình cũng không định nói gì hay là đứng lên. Hắn biết sai lầm của mình khó mà bù đắp, tuy nhiên hắn nhất định không từ bỏ kể cả khi hạ lam nói không cần thì hắn vẫn quyết định ở bên cô cậu minh này cậu đứng dậy đi người cậu có lỗi là hạ lam chứ không phải là chúng tôi cậu quỳ ở đây cũng không có tác dụng gì đâu bà xuân ngọc thờ dài bây giờ chú và dì phải vào trong bệnh viện cháu về nhà đi bà xuân ngọc nói xong đứng dậy cùng với ông Vũ ra ngoài. Hạ Kiên muốn đi theo, nhưng bị mẹ mình trường mắt, không cho đi cùng. Vị mình bây giờ mới đứng dậy. Rốt cuộc, mày đã làm gì em gái tao? Nghe Hạ Kiên hỏi, vị Minh không đáp. Người quản gia trong nhà không nhìn nổi cậu chủ của mình, nên đơn giản tóm tắt mọi chuyện. Lúc bà chủ và cô Mỹ Vân nói chuyện qua điện thoại, ông cũng nghe được mọi chuyện. Hạ Kiên sau khi biết được sự thật Liền vung tay đấm vào mặt của Vĩ Minh Vĩ Minh không hề né tránh Nhưng điều này chẳng làm cho Hạ Kiên bớt tức giận Anh trách Vĩ Minh bao nhiêu Lại tự trách bản thân mình bấy nhiêu Nếu như anh sớm nhìn ra được Thì mọi chuyện sẽ khác Nếu như anh quan tâm đến Hạ Lam hơn Không trách móc con bé Thì bây giờ mọi chuyện Không bết bát như vậy Mày muốn đánh muốn mắng thế nào thì tùy mày, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm được Hạ Lam. Vị mình nói xong liền rời đi, hắn đến bệnh viện, hắn cũng muốn biết tình trạng sức khỏe của Hạ Lam. Tuy rằng nghe Mỹ Vân nói, nhưng mà hắn muốn nghe bác sĩ nói thêm một lần nữa. Thế nên khi bà Xuân Ngọc cùng với ông Vũ vừa mới gặp bác sĩ Minh Hoàng, vị mình lại xuất hiện. Ông Vũ trừng mắt nhìn anh, bà Xuân Ngọc thở dài quay sang nói với bác sĩ tôi muốn biết cụ thể tình trạng của hạ lam bác sĩ minh hoàng đưa hồ sơ của hạ lam cho bà ông từ tốn lên tiếng vụ tai nạn trên biển để lại di chứng trong não của con bé có một cục máu chèn ép lên dây thần kinh con bé xuất hiện triệu chứng đau đầu và bắt đầu không phân biệt được màu sắc trong thời gian ngắn phương án tốt nhất lúc đó chính là phẫu thuật. Nhưng Hạ Lam Trần Trừ không đưa ra quyết định, tình trạng sau đó chuyển biến rất xấu. Sau vụ tai nạn xe hôm trước, Hạ Lam hoàn toàn mất khả năng phân biệt màu sắc, tay phải bị ảnh hưởng, không thể nào vẽ vời được nữa. Những lời của bác sĩ Minh Hoàng khiến trái tim của Vĩ Minh đau đớn như bị ai đó sát muối. Hắn đầu ngờ được chính quyết định ngu ngốc của mình lại khiến Hạ Lam gian nông nỗi này. Ước mơ của cô bị hắn tước đoạt. Ngay đến cơ hội giải thích, hắn cũng chẳng cho cô. Người con gái hắn yêu ở ngay dưới mắt hắn. Vì chính hắn mà bị đau đớn, bị tổn thương. Hạ làm cứ lẻ loi cô độc, ôm lấy vết thương của chính mình mà chẳng ai hay biết. Liệu con bé có thể phẫu thuật được không? Lúc trước tỷ lệ phẫu thuật là 60%, bây giờ giảm xuống một nửa tôi không thể nào đảm bảo không có triệu chứng phụ xảy ra phương án điều trị tốt nhất bây giờ là dùng thuốc bệnh nhân phải giữ tâm trạng vui vẻ tránh va chạm và tác động mạnh đến đầu tôi khá lo lắng về tình trạng lúc hạ lam rời khỏi bệnh viện lúc đó con bé khá yếu bác sĩ minh hoàng vừa dứt lời cả căn phòng đột nhiên an tĩnh không ai nói gì hạ lam vốn yếu đuối một người như vậy sau khi tỉnh lại lại lựa chọn cách rời đi chỉ cần nghĩ đến đó thôi lòng của ai cũng cảm thấy đau xót tôi không có cơ hội trực tiếp kiểm tra cho hạ lam vào ngày hôm đó khi tôi trở lại bệnh viện con bé đã rời đi rồi bác sĩ minh hoàng thở dài tuy rằng đọc hồ sơ khám bệnh bác sĩ phụ trách hạ lam lúc đó rất tốt nhưng ông không trực tiếp kiểm tra cho cô khiến ông có cảm giác nuối tiếc nếu lúc đó ông ở bệnh viện thì chắc chắn đã ngăn được việc con bé bỏ đi chúng tôi không trách chú tất cả là lỗi của chúng tôi không chăm sóc con cái được tốt liệu con bé bỏ đi như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không bà xuân ngọc lo lắng hỏi thêm vị bác sĩ minh hoàng không chắc chắn điều này khó có thể nói trước trên lý thuyết sẽ có ảnh hưởng nhất định do cơ thể chưa phục hồi nhưng thực tế thì rất khó hơn nữa có nhiều vấn đề sau này mới phát hiện ra giống như cục máu đông lần trước điều quan trọng lúc này là phải tìm được con bé cảm ơn chú chúng tôi sẽ cố gắng tìm bằng được con bé về bà xuân ngọc gật đầu và rơi nước mắt bà liền đứng dậy ông hạ vũ cũng vậy vị minh theo bọn họ ra ngoài sợ phút này hắn thực sự hy vọng có thể nhìn thấy hạ lam hắn hy vọng cô đang còn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn nhưng có lẽ đó chỉ là một niềm mơ ước xa vời mà hắn đang tưởng tượng mà thôi ngay sau khi bước ra khỏi phòng Vĩ minh liền nói đã có thông tin chuyến bay của hạ lam cháu sẽ tiếp tục nhờ người tìm kiếm ông vũ nhìn hắn không nói gì xoay người rời đi còn bà ngọc thở dài cháu về đi chúng ta cũng có thông tin của nó rồi nói xong bà liền cùng chồng rời đi vị minh tất nhiên không bỏ cuộc cho dù như thế nào hắn phải tìm được hạ lam bằng mọi cách tin tức hạ lam mất tích nhanh chóng đến tai sĩ toàn nghe được tin sĩ si toàn vội vàng đến tìm vĩ minh khi nhìn thấy hắn anh xông lên đấm vào mặt của hắn vĩ minh bình tĩnh khi nhận cú đấm này thật là khốn kiếp giờ điều quan trọng là phải tìm thấy cô ấy anh có tư cách nói ra điều này sao anh thấy cô ấy bên cạnh anh có vui vẻ hạnh phúc hay không tôi chấp nhận buông tay bởi vì tôi nghĩ rằng cô ấy được hạnh phúc còn bây giờ anh đang làm cái quái gì thế à vị minh anh có tư cách gì để cướp cô ấy khỏi tay của tôi chúng ta bây giờ trách nhau cũng đâu có ý nghĩa gì huống chi hiện tại tôi mới là bạn trai của cô ấy bạn trai sao chúng ta đều là người yêu cũ của cô ấy anh lấy cái gì lên mặt với tôi ít ra tôi không vì người con gái khác mà làm tổn thương cô ấy Vị Minh trầm chọc sau đó liền rời đi. Hắn không có thời gian đôi co thêm với sĩ Toàn. Hắn cần đi tìm Hạ Lam. Hiện tại mỗi giây mỗi phút đều rất quan trọng với hắn. Sĩ Toàn tức tối. Nhìn Vĩ Minh rời đi, không thể nào phản bác được câu nào. Vĩ Minh nói đúng. Anh vì người con gái khác mà làm tổn thương đến Hạ Lam. Vị Minh bên này gấp rút điều tra. Nhà họ Hạ lại càng sốt sắng. Tuy nhiên mọi thứ không được thuận lợi hạ lam như biến mất giữa biển người bọn họ chỉ tra được thông tin cô bay đến thành phố bên cạnh cô có rút tiền ở một ngân hàng gần sân bay sau đó không còn thêm thông tin gì nữa mỹ vân cũng tham gia tìm kiếm và giống như tất cả mọi người cô không tìm thấy thông tin gì không biết giờ này hạ lam đang ở đâu đáng nhẽ em nên phát hiện mọi chuyện sớm hơn mới phải Mỹ Vân mệt mỏi ngồi trên sofa tự trách bản thân. Nếu như cô sớm phát hiện ra sự bất thường của Hạ Lam thì mọi chuyện có thể đã khác. Hoặc là cô biết anh trai mình hiểu nhầm thì có thể sớm giải thích, sớm khiến khúc mắc trong lòng anh ấy được giải quyết. Đáng tiếc là cái gì cô cũng không biết, cô không nhận ra được. Lạc Thiên bước ra từ trong bếp với một ly sữa trên tay. Em đừng tự trách mình, em không có lỗi hạ lam không trách em nếu như không vì lời hứa với em hạ lam chắc chắn có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện sau khi biết sự thật mỹ vân khá đắn đo nhưng cuối cùng quyết định thẳng thắn với lạc thiên dù không biết sau này anh ấy có thể nhớ lại hay không nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện của anh trai mỹ vân đành chấp nhận nói thẳng cô giải thích rõ ràng về việc mình không hề thích vẽ một chút nào anh Vĩ Minh vốn có khúc mắc từ trước Cho dù khi đó Em có thực sự giải thích Thì anh ấy sẽ tin sao Lúc này anh ấy dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy Một phần Vì Hạ Lam đã rời đi Nhưng nếu như Em gặp Hạ Lam ngay lúc biết tin Thì mọi chuyện đã tốt rồi anh à Không ai trách em cả Đợi đến lúc tìm được cô ấy Em có thể tự mình Nói ra lời xin lỗi Lạc Thiên trấn an cô, Mỹ Vân không nói thêm gì, cô ôm chặt lấy người mình yêu, nhắm mắt lại, nỗi tiếc đang còn đong đầy, nhưng Lạc Thiên nói đúng, giờ cần phải tìm được Hạ Lam, những điều khác có thể tính sau. Hạ Lam hoàn toàn không biết mọi người đang ra sức đi tìm kiếm cô, cô đến một thị trấn nhỏ từng ghé đến trước đây trong vài ngày, khi phải thực hiện một đơn hàng cho khách Lúc ấy Hạ Lam cảm thấy rất yêu thích thị trấn này. Khi đó cô còn nghĩ sau này có người yêu nhất định sẽ dẫn người yêu đến đây. Đáng tiếc ước nguyện không trở thành sự thật, cuối cùng Hạ Lam trở lại một mình với cơ thể chẳng còn khỏe mạnh giống như trước. Hạ Lam thuê một ngôi nhà nhỏ, lại nuôi thêm một chú chó dẫn đường. Trong mấy ngày đầu, cô còn chưa thích nghi với đôi mắt hiện tại. Nên nhiều lúc Hạ Lam cảm thấy cuộc sống Thật là khó khăn Hơn nữa hiện giờ Cô chẳng thể nào cầm bút được Lại hòng mất rồi Không biết Mình có vẽ được không Không vẽ được bằng tay phải Hạ Lam chuyển qua tay trái Nhưng mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều Việc bắt đầu lại bằng tay Không thuận Khiến cho cô gặp rất nhiều khó khăn Sợ chỉ riêng việc vẽ vời Những vật bình thường cũng khiến cho cô phải ngồi một chỗ đến cả một ngày dài. Nghe tiếng chú chó nhỏ sủa gâu gâu, Hạ Lam đặt bút xuống, xoa bàn tay mỏi nhừ của mình đứng dậy, chú chó bên chân của cô cũng vội vàng chạy theo. "Tao không có chuyện gì đâu." Chú chó nhìn cô quẫy đuôi, Hạ Lam cười nhẹ, ôm nó lên và bước ra ngoài vườn. Ngôi nhà cô thuê có một sân vườn nhỏ, với vài loại cây địa phương mùa này cây trong vườn bắt đầu có quả vài chậu hoa bên dưới có nở ra một vài nụ hạ lam ngồi trên ghế đưa mắt ngắm nhìn cả khu vườn trong bên ngoài cô thật bình thản nhưng chỉ có bản thân cô biết là không phải lúc này cô đang nhớ đến vĩ minh nhớ những lời mà hắn nói với cô đã gần một tháng kể từ ngày hôm ấy nhưng hạ lam chưa thể nào quên được tình cảm cô dành cho vĩ minh dường như còn đong đầy sự nhung nhớ luôn thường trực trong trái tim của cô nhớ nhung càng nhiều đau khổ càng nhiều hạ lam không biết bao nhiêu đêm bản thân mình khóc suốt cả đêm không biết bao nhiêu ngày cô chỉ biết nằm dài trên giường ôm lấy chú chó nhỏ gặm nhấm nỗi buồn một mình bin ơi mọi thứ sẽ ổn có phải không Hạ Lam đưa tay vuốt ve chú chó nhỏ. Đúng lúc này chuông cửa reo vang. Hạ Lam thả pin xuống chạy vào bên trong. Cô xuyên qua phòng khách và mở cửa. Cô đoán người đến là bà Lily. Đó là hàng xóm của cô, một người phụ nữ vô cùng đáng mến. Bà thường mang cho cô vài miếng bánh mỗi buổi chiều và cũng hay dạy cô cắm hoa. Bà có phải không? Hạ Lam mỉm cười mở cửa, Vị mình đứng trước mặt cô với bộ quần áo nhăn nhúm. Cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi. Trở lại cách đây hai ngày, gần một tháng trôi qua, vị mình hay Hạ Gia đều không tìm được bất cứ thông tin nào của Hạ Lam. Mọi thứ đi vào ngõ cụt. Vị mình cực kỳ chán trường, hắn mệt mỏi đi đến phòng tranh của Hạ Lam. Ngoại trừ Hạ Gia, vị mình chỉ có thể tìm kiếm bóng hình của cô tại phòng tranh này. Sau khoảng thời gian, hắn tự dày vò bản thân, hạ ra dường như cũng nhìn thấy tấm lòng của hắn. Vậy nên khi Vĩ Minh xin chìa khóa phòng tranh, không ai gây khó dễ cho hắn. Vĩ Minh dùng chìa khóa bước vào phòng tranh. Hắn không mở toàn bộ đèn lên mà dựa vào đèn pin trên điện thoại đến phòng vẽ của cô. Bước vào phòng hắn bật đèn lên. Phòng của cô vẫn như vậy. Vị Minh cảm giác hạ lam dường như chưa từng rời đi anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi ngồi xuống trước giá vẽ bức tranh trên giá đang vẽ dở với màu sắc nhìn vô cùng lạ mắt hắn đưa tay sở bức tranh có lẽ khi vẽ nó hạ lam đã không phân biệt được màu sắc nữa rồi nghĩ đến đây trái tim của hắn như bị ai đó cào xé lúc cô cần hắn nhất hắn lại đẩy cô xa hắn làm cô bị tổn thương hắn là một kẻ khốn nạn vị mình sờ từng nét rồi cúi đầu nhìn cuốn sổ vẽ đang đặt dưới sàn hắn cầm cuốn sổ lên lật từng trang trong đó đều là những bức vẽ bằng trì hắn lật từng trang một và đột nhiên dừng lại đó là một bức tranh phong cảnh hết sức bình thường nhưng ở bên dưới có ký tên hạ lam cùng với ngày tháng hạ lam có một thói quen khi vẽ những bức tranh nếu như cô không bán hoặc là phát họa cô ký tên lên bức tranh đó hoặc là cảnh vật nơi đó. Nghĩ đến đây, Vĩ Minh vội vàng mở điện thoại, hắn không nhận ra phong cảnh trong bức tranh, hắn lại càng không dám chắc Hạ Lam thực sự đang có mặt tại nơi này. Nhưng dù chỉ là một khả năng mỏng manh, hắn nhất định không bỏ qua. Điều tra cho tôi, khoảng tháng 9 năm ngoái, Hạ Lam vẽ bức tranh này cho ai? Đầu dây bên kia đáp lại, Vĩ Minh nhanh chóng chụp ảnh rồi gửi cho trợ lý, sau đó hắn ngồi lặng người trong phòng tranh cả đêm chờ đợi, mỗi giây mỗi phút tựa như dài vô tận. Khi mặt trời mọc, cửa sổ không kéo rèm nên những tia nắng chiếu vào trong phòng, vị mình bây giờ mới đứng dậy tắt đèn. Ngay khi hắn vừa tắt đèn, điện thoại vang lên. Bức tranh này là vẽ phong cảnh ở một thị trấn nhỏ, trùng với thị trấn được vẽ trong bức tranh mà khách hàng đặt cô Lam vẽ vào tháng 9 năm ngoái, tôi gửi địa chỉ vào điện thoại của giám đốc, tôi cũng điều tra được năm ngoái cô ấy có đến thị trấn này, còn hiện tại tôi đang nhờ người kiểm tra xem cô Hạ Lam có mặt ở đó hay không. Nghe trợ lý báo cáo, trái tim của Minh đập mạnh, hắn nuốt nước bọt. Đặt vé máy bay cho tôi đến đó, ngay khi xuống máy bay, tôi muốn biết kết quả. Vâng, tôi rõ. Ngay sau khi cúp máy, minh vội vàng lao ra sân bay. Vậy nên khi Hạ Lam nhìn thấy hắn, hắn đang mặc nguyên bộ đồ nhăn nhúm từ ngày hôm trước. Hạ Lam thấy hắn cực kỳ kinh ngạc. Cô ngạc nhiên qua đi, cô liền muốn đóng cửa. Nhưng Vĩ Minh dường như đoán được hắn chặn cửa của cô. Hạ Lam không thành công cô xoay người bò vào trong nhà. Hắn vội vàng ôm chầm lấy cô. Hạ Lam à, hắn ôm lấy cô từ phía sau lưng giọng nói của hắn khàn đặc từ sau khi cô biến mất mỗi ngày hắn đều ngủ không ngon mỗi khi nhắm mắt hắn lại nhớ đến hình ảnh hôm đó từ gương chiếu hậu hắn nhìn thấy cô im lặng đứng đó chiếc xe chạy đi hình bóng của cô nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất hạ lam phản kháng cô muốn thoát ra nhưng hắn lại càng ôm chặt lấy cô Hắn sợ mình buông tay thì cô lại một lần nữa biến mất. Hạ Lam, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đến lúc này, Hạ Lam không thể nào kìm nén được, nước mắt cô lăn dài, cả người cô run rẩy, một lời xin lỗi thật sự muộn màng. Vị mình buông cô ra, hắn xoay người cô lại, nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, vị mình lại càng đau lòng hơn hắn ôm chặt cô vào lòng liên tục nói lời xin lỗi sau những tiếng xin lỗi của hắn hạ lam khóc càng lớn hơn vừa khóc cô vừa đánh vào lồng ngực của hắn vị mình không cảm thấy đau so với những gì hắn làm thì nhiêu đây chẳng là gì cả anh xin lỗi anh xin lỗi hạ lam khóc lớn đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã ngừng lại cô đổi thành ôm lấy người đàn ông khiến cho cô bị tổn thương hai người đứng ôm nhau khóc hồi lâu chú chó nhỏ chạy quanh hai người rồi ngừng lại ngẩng đầu nhìn đầy khó hiểu song không ai trong hai người có thời gian giải thích cho nó đợi tiếng khóc của cô ngừng lại vĩ minh lúc này mới buông cô ra hắn nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vương lại trên mi cô hạ làm cúi mặt không nhìn hắn anh xin lỗi ngoại trừ câu này anh không còn câu gì để nói sao hạ lam bị tổn thương vì những gì mà vĩ minh làm cho cô nhưng bảo cô trách hay hận hắn thì không hẳn gần một tháng qua hạ lam bình tĩnh nhiều mỗi lần nhớ lại cô nhận ra vĩ minh yêu mình hắn hoàn toàn không hề vô tình như những gì hắn nói với cô vĩ minh không đáp Hắn kéo cô vào phòng khách, đẩy cô ngồi xuống sofa, quỳ gối xuống bên cạnh cô. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm cô lên để cô nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Anh và Ngọc Uyên, không có bất cứ tình cảm gì. Cô ấy là em gái của một người bạn. Khi đó, anh muốn em hiểu nhầm, muốn làm em tổn thương, nên anh nhờ Ngọc Uyên đóng giả. Anh và cô ấy, hoàn toàn không có gì cả. Mỹ Vân Nói gì với anh Đúng Nói tất cả sự thật Là anh quá ngu ngốc Nên mới hiểu nhầm em Làm à Em có thể tha thứ cho anh được không Hạ làm im lặng Đôi mắt cô dường như đong đầy nước mắt Vĩ Minh nhìn thôi Mà cảm thấy trong lòng đau xót Em không tha thứ cho anh Không sao Anh sẽ dành cả đời này Để bù đắp cho em Tại sao Tại sao mọi người đều đối xử với em như vậy chứ? Anh có biết lúc đó em đau lòng đến như thế nào không? Anh có biết gần như ngày nào em cũng đau đến nằm bẹp trên sàn nhà. Anh có biết em muốn gọi cho anh như thế nào không? Anh có biết không? Anh xin lỗi. Từng lời của Hạ Lam như con dao cứa vào trái tim của hắn, dù hắn có nói lời xin lỗi hay có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thay đổi được quá khứ hắn không thể thay hạ lam nhận những cơn đau ấy hắn không thể nào xóa được những vết sẹo hay tổn thương trong lòng của cô tại sao cơ chứ em xứng đáng bị mọi người đối xử như vậy sao tại sao không ai quan tâm đến em tại sao anh không tin tưởng em anh có thực sự yêu em không hay mọi thứ anh làm chỉ để trả thù anh yêu em anh yêu em đó là điều duy nhất không thể nào phủ nhận là anh sai rồi anh làm tổn thương em em chưa bao giờ đáng nhận sự tổn thương này hạ lam dường như khóc lớn hơn cô không thể nào nhận được sự thương hại nhưng mà hắn hắn thực sự làm tổn thương cô hắn không biết cô đau à hay là cô làm điều gì sai với hắn chứ hạ lam cứ tiếp tục khóc cho đến tận khi mà cô ngủ quên, không biết là do cô khóc quá nhiều hay là bởi vì cô mệt. Vị Minh ôm cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn chú chó nhỏ chạy theo cả đoạn đường. Song song đó, chú chó không hề sủa, đắp chăn cho cô xong, vị Minh rời khỏi phòng, còn chú chó Bin nằm xuống sàn, giống như đang canh giữ cho cô. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Vĩ Minh liền gọi điện thông báo cho Hạ ra. Cháu đã tìm được Hạ Lam rồi. Cô ấy vừa mới ngủ. Đợi vài ngày, cháu đưa cô ấy về nước ạ. À? Không được, Hạ Lam đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho gì? Nhanh lên! Bà Ngọc sốt sáng, tìm thấy con gái. Bà làm sao có thể ngồi yên được chứ? Cháu sẽ gửi địa chỉ cho gì? Tâm trạng của Hạ Lam bây giờ chưa được ổn định cho lắm. Dì biết rồi Dì đến một mình với con bé Vị mình nói thêm vài câu Sau đó cúp máy Gọi xong cho hạ ra Hắn lại gọi cho em gái của mình Anh tìm được Hạ Lam rồi nhá. Thật không? Cô ấy ổn chứ? Không được. Em phải đến tận nơi mới được. Mỹ Vân sốt sắng vô cùng. Vị Minh cảm thấy hơi đau đầu. Dì Xuân Ngọc muốn đến. Giờ có thêm Mỹ Vân. Như vậy thời gian hắn và hạ lam ở bên nhau lại càng ít đi nhưng mà hắn không có quyền được ngăn cản anh gửi địa chỉ cho em bây giờ hết chuyến bay rồi ngày mai em đi cùng với dì xuân ngọc nhé đợi mỹ vân đồng ý hắn cúp máy sau đó hắn xuống bếp nấu vài món cho hạ lam nấu xong hạ lam chưa tỉnh nên hắn đi mua đồ về tắm rửa sau khi tắm rửa xong trời ngà về chiều hạ lam còn say ngủ Hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay của cô. Hạ Lam rụi mặt vào gối vài cái, sau đó mở mắt. Nhìn thấy Vĩ Minh đang cầm tay mình, ánh đèn ngủ ấm áp chiếu lên gương mặt của hắn, khiến cho Hạ Lam có cảm giác mình đang mơ. Anh làm em thức giấc sao? Hạ Lam lắc đầu ngồi dậy. Trong lúc đó, Vĩ Minh vẫn nắm chặt tay cô, hạ làm cử động ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn sự ấm áp này khiến cô không phân biệt được đâu là thật đâu là giả anh nấu ăn rồi em có muốn ăn không vị minh anh vì chuyện em không thể nào vẽ được và nhìn được màu sắc nữa nên anh mới ấy náy và muốn bù đắp cho em có phải không nếu chỉ vì như vậy thì hạ lam thả rằng hắn đừng đến cô không muốn vì ấy náy mà hắn ở bên mình dù rằng bản thân cô lúc này đang rất muốn hắn ở bên cạnh cô vị mình không né tránh ánh mắt của cô hắn chân thành nói với cô anh thừa nhận anh cảm thấy áy náy và muốn bù đắp cho em nhưng em không thể nào phủ nhận tình cảm của anh được hạ lam à nếu không yêu em thì anh chắc chắn không đến tận đây em nên nhớ rằng anh yêu em anh muốn bù đắp tất cả cho em hạ lam không đáp cô nhìn chằm chằm vào hắn nếu có giây phút nào đó vĩ minh không thật lòng thì chắc chắn cô sẽ phát hiện ra nhưng mà nhìn vào đôi mắt ấy hạ lam chỉ thấy sự chân thành thấy tình yêu ngập tràn nhưng lúc này cô lại thấy sợ cô sợ mình xa vào ánh mắt ấy thêm một lần nữa sợ lại bị tổn thương thêm một lần nữa Hạ Lam không biết nên làm thế nào. Em không cần vội. Anh sẽ chờ. Giờ chúng ta xuống ăn tối, nhá. Hạ Lam gật đầu. Cô cùng Vĩ Minh vào bếp dùng bữa tối. Bữa tối Vĩ Minh nấu khá đơn giản. Có một đĩa mì thêm vài miếng sò điệp áp chảo. Ngoài ra hắn còn làm một tô salad. Hai người ngồi đối diện với nhau dùng bữa tối. Lúc em ngủ, anh có gọi điện cho chú và gì ngày mai gì đến đây nghe vị minh thông báo hạ làm hơi dừng lại cô không biết phải đối mặt với bố mẹ nuôi như thế nào vị minh băn khoăn đoán được điều cô đang thắc mắc mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn em là con gái hạ ra hạ liên không phải đâu nhưng mà rõ ràng em nghe mẹ khi đó tín hiệu không tốt sau khi cúp máy Dì và chú cố gắng liên lạc với em Nhưng không được Do ảnh hưởng của bão tuyết Chuyến bay lại bị delay Nghe mình giải thích Hạ Lam nghẹn ngào Mọi thứ hóa ra chỉ là sự nhầm lẫn sao Cô có nhà Và có bố có mẹ sao Còn Còn anh Hạ Kiên Anh nghĩ chuyện này Nên để Hạ Kiên giải thích cho em rõ ràng Sau khi biết sự thật Hạ Kiên vô cùng hối hận Vị mình chỉ có thể giải thích được nhiều đó, một phần vì hắn không phải là Hạ Kiên, không biết lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì, phần khác là do hắn còn chưa lo xong cho bản thân hắn. Hắn sẵn sàng đợi Hạ Lam, nhưng chỉ sợ cô không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn cũng càng sợ Hạ Lam lại đến với người con trai khác. Nếu có ngày đó xảy ra thì hắn không biết bản thân mình sẽ làm như thế nào. Hạ Lam gật đầu, cô tiếp tục dùng bữa tối. Vị Minh kể vài chuyện trong thời gian cô rời đi cho cô nghe. Ăn tối xong, Vị Minh không cho Hạ Lam rửa bát. Hắn đuổi cô ra phòng khách. Hạ Lam ngần ngơ. Ôm chú chó nhỏ, ngồi trên chiếc ghế. Cho đến lúc Vị Minh rửa bát xong. Lúc bước ra Vị Minh thấy Hạ Lam đưa mắt nhìn về phía giá vẽ cách đó không xa. Hắn đoán có thể cô đang ngại hắn, nên không muốn ngồi vào giá vẽ. Em muốn vẽ sao? Hạ Lam giật mình rồi lắc đầu. Cô muốn vẽ, nhưng không muốn tự làm mất mặt mình. Giờ cô chỉ có thể vẽ bằng tay trái, mà tay trái lại chưa được thành thạo. Cô không muốn bị chê cười. Nhưng Hạ Lam còn chưa kịp làm gì, thì hắn bước đến giá vẽ. Hạ Lam vội vàng chạy đến cản ngăn, nhưng không kịp. Không sao, em vẽ đẹp hơn anh rất nhiều. Vĩ Minh cười nói, kỳ thật, khi nhìn thấy bức vẽ ấy, trong lòng hắn rất xót xa. Không phải vì hắn, thì cô có thể vẽ được như bình thường. Có đẹp đâu chứ? Hạ làm tiến đến xoay bức tranh lại. Có vẽ đẹp hay không? Tự bản thân cô là người cảm nhận rõ ràng nhất. Nhưng trong mắt của anh, như vậy là rất đẹp. Hạ làm mím môi, không nói gì. Hai người im lặng một lát, rồi cùng ngồi xuống xem chương trình truyền hình. Xem xong Hạ Lam về phòng ngủ. Vĩ Minh ngủ một đêm trên sofa. Ngôi nhà Hạ Lam thuê có phòng trống nhưng bị cô biến thành phòng tranh. Chỗ ngủ duy nhất chỉ có thể trên sofa. Ngày hôm sau ngôi nhà của cô nghênh đón thêm vài vị khách nữa. Những người đến lần lượt là bố, là mẹ cô, là Mỹ Vân. Khi nhìn thấy mọi người, Hạ Lam lại một lần nữa òa khóc sự ấm ức trong thời gian qua một lần nữa khiến cho cô không thể nào kìm được nước mắt đợi đến khi cô khóc xong cô mới cảm thấy xấu hổ con xin lỗi hạ lam chẳng dám nhìn vào mắt mẹ mình bà ngọc vội vàng cầm lấy tay con gái không có gì phải xin lỗi không phải là lỗi của con hạ lam à cho dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ chỉ cần con khỏe mạnh con bình an là đủ con không làm mất mặt hạ gia, càng không khiến bố mẹ thất vọng, bố mẹ rất tự hào về con. Trong thời gian qua, bà Xuân Ngọc phát hiện ra vấn đề ở đâu, sự tình ra đến nông nỗi này là do Hạ Lam tự ti, nghĩ con bé khiến ông bà thất vọng. Trước kia bà biết Hạ Lam tự ti nhút nhát, nhưng không ngờ con bé lại cảm thấy như vậy. Đây chính là sơ sót của bà. Nếu bà phát hiện sớm hơn, nói rõ ràng cho con bé thì mọi chuyện chắc chắn đã tốt đẹp hạ lam nắm chặt tay mẹ mình cô ngẩng đầu nhìn bà bà xuân ngọc đưa tay vuốt ve mái tóc của con gái hạ lam cảm nhận được tình yêu của mẹ mình sự bất an trong lòng của cô cuối cùng cũng tan biến bây giờ mỹ vân mới lên tiếng cậu đúng là ngốc nghếch có điều gì mà không thể nào tâm sự với tớ cơ chứ tôi xin lỗi không có chuyện gì đâu chúng ta đâu thể nào xin lỗi nhau mãi được chứ bà xuân ngọc nhìn con gái bà mỹ vân trấn an hạ lam vâng dạ không nói thêm gì buổi trưa hôm đó năm người vui vẻ dùng bữa cùng nhau sau đó hạ lam cùng mọi người ở lại thị trấn vài hôm rồi mới về nước ngay khi về nước cô vào viện làm một loạt xét nghiệm để kiểm tra may mắn cục máu tụ không phát triển thêm cơ thể của cô không bị ảnh hưởng gì khác bác sĩ minh hoàng trần đoán có khả năng cuộc sống của cô có thể trở lại bình thường nghe được tin này mọi người ai ai cũng vui mừng vui mừng thay cho cô hạ lam nằm viện thêm vài ngày sau đó trở về ngày cô xuất viện mọi người đều muốn đến nhưng cuối cùng bị cô ngăn lại thành ra chỉ có một mình vĩ minh cùng cô Mặt hắn dày quá, cô không khuyên được. Kể từ khi Vĩ Minh tìm thấy cô, hắn dường như không rời cô một bước. Vĩ Minh cũng chẳng nề hà chuyện gì, chỉ cần làm vì cô, chắc chắn hắn sẽ làm. Đồ đạc sắp xếp xong rồi, anh không cần đến đâu, em có thể tự làm được. Nhưng là anh muốn đến. Hạ Lam nhìn Vĩ Minh kiểm tra lại một lượt. Mặc dù hỏi rõ ràng Chính bản thân cô cũng cảm nhận được tình cảm của Vĩ Minh, nhưng mà cô còn nghi ngờ, cô không biết liệu rằng hắn có làm cô tổn thương thêm một lần nữa hay không. Vĩ Minh dường như đoán được cô đang nghĩ gì, hắn dừng tay, tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay của cô. Em có thể không tin tưởng anh ngay, vậy anh sẽ chờ. Hạ Lam nhìn vào đôi mắt chân thành của Vĩ Minh, Vĩ Minh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Hạ Lam không né tránh, sau bao nhiêu tổn thương, cuối cùng cô cũng quyết định được rằng cô thử tin tưởng thêm Vĩ Minh một lần nữa. Cho dù kết quả lần này có thế nào, Hạ Lam tin rằng mình sẽ không thất vọng. Ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào hai người. Sĩ Toàn đứng ở ngoài, lặng lẽ quay mặt đi. Anh mất cơ hội thật rồi. Lúc có Hạ Lam bên cạnh, anh không biết trân trọng cô, và hiện tại, anh hoàn toàn đã mất đi cơ hội. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3, cũng chính là cái kết của câu chuyện này rồi. Sau khi lắng nghe xong cái kết của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là thương cho cô gái Hạ Lam của chúng ta và cuối cùng cô ấy cũng tìm được tình yêu đích thực của mình và có thể tìm thấy được ánh sáng khi mà ca phẫu thuật có thể là thành công đối với cô ấy. Tâm An không biết phải nói như thế nào sau khi mà biết được sự thật rằng anh chàng tên là sĩ toàn kia cũng có tình cảm với Hạ Lam nhưng không còn cơ hội. Đây đúng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc có không giữ mất đường tìm đúng không quý vị? Và quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong câu chuyện này của tác giả Tuyết Lan? Hãy cùng để lại cảm nhận dưới mỗi bình luận dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.